Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Đối diện với cuộc chiến bằng ngôn từ ở trên mạng, Tiêu Chính Văn lại không hề để tâm. Tiêu Chính Văn cũng không muốn biết rõ thái độ của năm đại danh sơn và các tông môn võ tông kia. Vốn dĩ cũng không trông đợi gì vào những người này, lần trước tấn công Vi Hào, mấy người này chắc đã cạn kiệt sức lực, cũng là vì võ tông Hoa Quốc và võ thuật Vi Hào vốn dĩ đã có thù oán hàng nghìn năm. Hơn nữa vì thực lực của Tiêu Chính Văn nên đám người này mới chịu bán mạng. Bây giờ bảo họ cùng nhau chống lại kẻ thù mạnh, chung tay đấu lại huyết tộc không hề dễ. Vua Bắc Lương, chúng ta khai chiến với huyết tộc vì mấy trăm người nhà họ Lý và nhà họ Chu, việc này có phải là không ổn lắm không? Ông Dương Thân là một trong những các lão của Long Các đứng lên lo lắng hỏi. Khi Tiêu Chính Văn đưa ra đề nghị của mình, ông Dương đã cảm thấy không hài lòng. Chỉ là trước mặt năm đại danh sơn và các võ tông, có vài lời trong quyết sách của giới chính trị phải giấu. Bây giờ những người của võ tông đã ra về, dĩ nhiên ông Dương phải nói ra thắc mắc của mình. Ông Dương không phê bình kín đáo gì với Tiêu Chính Văn, dù sao Tiêu Chính Văn cũng từng nhiều lần cứu Hoa Quốc khỏi nguy hiểm. Ông ta cũng tin chắc điểm xuất phát của Tiêu Chính Văn không phải là nguồn căn kéo người dân Hoa Quốc vào chiến tranh. Ông Dương, các vị các lão. Tiêu Chính Văn đứng lên vừa đi vừa nghiêm nghị nói, thật ra sở dĩ huyết tộc đột nhiên gia tăng điều kiện đàm phán đơn giản là muốn chúng ta đưa ra lựa chọn. Lãnh thổ Hoa Quốc là do hàng nghìn tướng sĩ dùng sinh mạng của mình để đổi lấy nên phải giữ lấy từng tấc đất của mình, tuyệt đối không thể dâng cho huyết tộc. Các vị có từng nghĩ đường đường là giới chính trị Hoa Quốc nhưng lại không thể bảo vệ được một hai gia tộc thì ai sẽ đứng ra giúp đây? Hơn nữa không nói đến người khác. Nhà họ Lý và nhà họ Chu đều từng cống hiến cho Hoa Quốc, từng đổ máu vì Hoa Quốc, bây giờ gặp đại nạn sao chúng ta có thể bỏ mặc họ. Những lời Tiêu Chính Văn nói khiến mấy người ông Dương đều nhíu mày. Mặc dù là nói thế nhưng nhà họ Lý hay nhà họ Chu cũng không phải là người Hoa Quốc bây giờ bảo vệ. Nói đến nhà họ Lý, có thể phải bắt đầu từ Thịnh Đường, còn nhà họ Chu càng lâu hơn. Thấy sắc mặt của mấy người ông Dương vẫn khó coi, Tiêu Chính Văn nói tiếp. Giao ba gia tộc lớn hay nhường ba tỉnh Tây Bắc cũng đều sẽ trở thành mối hiểm họa ngầm của giới chính trị Hoa Quốc. Các gia tộc ở ngoài lãnh thổ quay về chắc chắn sẽ làm ầm ĩ chuyện này, đến lúc đó giới chính trị sẽ gặp nguy hiểm, không chỉ thiên tử phải nhường lại vị trí của mình, mà ngay cả quyền lợi của Hoa Quốc cũng sẽ rơi vào tay các gia tộc này. Vì kế hoạch lâu dài, chỉ có thể không ngại khai chiến với huyết tộc. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, mấy người ông Dương mới bừng tỉnh. Trong điều kiện mà huyết tộc tăng thêm đó cũng đang gài bẫy giới chính trị Hoa Quốc. Vua Bắc Lương, là do chúng tôi không cân nhắc kỹ lưỡng, cậu nói đúng, chúng ta không được nhân nhượng, không thể để mất một tấc đất. Mấy người ông Dương đồng loạt đứng lên, kiên định nhìn Tiêu Chính Văn. Ở một nơi khác, năm đại danh sơn cũng nhận được tin tức từ ngoài lãnh thổ, không lâu sau nữa cao thủ ngoài lãnh thổ của Võ Tông sẽ quay về thế tục. Tin tức này có thể nói là khiến năm đại danh sơn phấn khích. Hừ, không lâu nữa ngày tốt của Tiêu Chính Văn sẽ hết, 90% bản thân cậu ta cũng biết rõ mạng mình không còn lâu nữa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này vạch rõ giới hạn với Tiêu Chính Văn, đồng thời, nói đến đây, Lạc Trường Sinh rời tầm mắt sáng nhìn Thu Vạn Cổ đại diện của Tung Sơn. Ý anh Lạc là năm đại danh sơn chúng ta sẽ tấn công Tiêu Chính Văn cùng lúc, ép cậu ta giao người nhà họ Chu và nhà họ Lý ra. Thu Vạn Cổ nhíu chặt mày hỏi. Thật ra họ đều thuộc nhánh nhà họ Khổng, đứng về phía đối lập với nhà họ Lý. Bán đứng ba gia tộc lớn không là gì với họ cả, nhưng có thể xem ba gia tộc lớn như quà tặng nịnh hót huyết tộc. Sau này ngộ nhỡ huyết tộc nắm quyền kiểm soát Hoa Quốc thì họ cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Đỗ Chi Cổ đại diện của Huệ Mi nhíu chặt mày, do dự nói, bây giờ chúng ta công khai xem Tiêu Chính Văn là kẻ thù có phải hơi sớm không? Tôi lo đột nhiên xảy ra biến cố giống hai lần trước. Cái chết của ông Tổ Hỏa Long quả thật là xét giữa trời quang với Huệ Mi. Lúc đầu ông Tổ Hỏa Long chắc chắn sẽ tiêu diệt được Tiêu Chính Văn, nhưng kết quả thì sao? Còn chẳng phải bị Tiêu Chính Văn giết ngược lại sao? Hừ, ông coi trọng cậu ta quá rồi, Tiêu Chính Văn không nên giết thế tử nhà họ Khổng. Lần này người muốn ra tay đối phó với cậu ta là nhà họ Khổng. Đúng thế. Chuyện xảy ra ở Thánh Vực đã truyền đến ngoài lãnh thổ, nhà họ Khổng ngoài lãnh thổ cực kỳ tức giận, không
không chỉ nhà họ Khổng muốn gây bất lợi với cậu ta mà mấy gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Khổng cũng muốn giết chết Tiêu Chính Văn. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta vạch rõ giới hạn với Tiêu Chính Văn, chọn phe ủng hộ. Lạc Trường Sinh và Thu Vạn Cổ đều khuyên răn. Đỗ Chi Cổ vẫn lắc đầu nói, Huệ Mi không muốn đi một nước cờ nguy hiểm này, từ hôm nay Huệ Mi đóng cửa, không tranh chấp với đời. Lạc Trường Sinh và Thu Vạn Cổ không ngờ trận chiến Tiêu Chính Văn giết Hỏa Long Chân Quân lại cắt đứt huyết mạch của Huệ Mi. Anh Đỗ, không cần nói nữa, Huệ Mi vẫn còn nhiều việc đợi tôi giải quyết, thứ cho tôi không thể đi cùng các ông. Nói rồi Đỗ Chi Cổ chắp tay chào Lạc Trường Sinh và Thu Vạn Cổ rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Đỗ Chi Cổ, Lạc Trường Sinh nghiến răng nhưng lại không thể làm gì Đỗ Chi Cổ. Anh Thu, ý anh thế nào? Lạc Trường Sinh quay đầu nhìn lại Thu Vạn Cổ nói. Không thể để mất thời cơ, mất rồi sẽ không đến nữa. Thu Vạn Cổ nói. Chiều hôm đó Lạc Trường Sinh công khai nói, Tiêu Chính Văn, Thiên Sơn tôi khuyên cậu giao ba tỉnh Tây Bắc, nhà họ Lý và nhà họ Chu ra đây, nếu không người dân Hoa Quốc sẽ biến thành cho tàn là do một mình cậu. Đúng thế, Tung Sơn tôi cũng đồng ý việc này. Thu Vạn Cổ cũng cách không khí nói với Tiêu Chính Văn. Thấy có Thiên Sơn và Tung Sơn dẫn đầu, trong Võ Tông cũng đồng loạt có tiếng phản đối. Không lâu sau, Võ Tông Hoa Quốc lại chia thành hai phe phái. Mặt khác, nhánh nhà họ Khổng ở Thế Tục cũng cử người đến Long Kinh, chỉ là mấy lần cầu xin Tiêu Chính Văn đều bị đối phương từ chối. Thấy trận chiến của Hoa Quốc và huyết tộc sắp diễn ra, nhà họ Khổng lại cử đại diện của gia tộc đích thân đến Hắc Băng Đài mong rằng có thể gặp được Tiêu Chính Văn thông qua Tần Vũ. Tần Vũ vừa uống trà vừa nhìn đôi nam nữ đối diện, nhàn nhạt nói, vua Bắc Lương rất bận, e là không có thời gian gặp hai vị. Ồ, nói như thế có phải Tiêu Chính Văn không định nể mặt nhà họ Khổng chúng tôi sao? Nhà họ Khổng chúng tôi đã biết hết những việc anh ta làm ở Thánh Vực rồi, lẽ nào anh ta định đối đầu với nhà họ Khổng sao? Người nói là một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2, tên là Khổng Thiên Thu. Ông ta nghĩ Tiêu Chính Văn tàn sát hàng trăm thế tử ở Thánh Vực quả thật có thể dùng từ to gan để nói. Nhưng xét về thực lực và lai lịch thì chẳng thể so được với nhà họ Khổng. Nếu không phải vì giữa nhà họ Khổng và huyết tộc có vài thỏa thuận không thể để người khác biết, thì họ sẽ không ngàn dặm xa xôi đến gặp Tiêu Chính Văn. Hơn nữa họ có thể chủ động đến tận đây đã nể mặt Tiêu Chính Văn lắm rồi. Tiêu Chính Văn thì hay rồi một câu công việc bận rộn để không gặp. Quả thật xin lỗi hai vị, vua Bắc Lương có việc thật, nếu muốn nói gì tôi có thể chuyển lời. Tần Vũ cũng kiên nhẫn cười nói. Chuyển lời, cậu chuyển lời được à? Cậu có biết huyết tộc có cao thủ cấp hầu tước ở Thế Tục không? Một khi Hoa Quốc khai chiến với huyết tộc thì hậu quả sẽ thế nào? Khổng Thiên Thu tức giận quát. Cậu cũng là người quan trọng trong giới chính trị Hoa Quốc, lẽ nào cậu không nghĩ đến việc một khi huyết tộc khai chiến với Hoa Quốc? Sẽ có bao nhiêu người dân Hoa Quốc thiệt mạng sao? Người phụ nữ trẻ bên cạnh cười khẩy nói. Dĩ nhiên chúng ta cũng không nghĩ như thế, ai muốn bỏ những ngày tháng yên ổn mà đắc tội với huyết tộc chứ? Huống gì, Tần Vũ chưa nói hết câu, Khổng Thiên Thu đã đập bàn ngắt lời, vậy thì giao ba tỉnh, nhà họ Lý, nhà họ Chu ra đi. Tần Vũ nghe vậy cũng lộ ra vẻ tức giận. Anh ta không thể ngờ được rằng, một thế gia lâu đời nổi tiếng trong cả vùng ngoài lãnh thổ và giới Thế Tục Hoa Quốc mà lại ép buộc giới chính trị giao người giao đất. Hai vị, chúng ta, Tần Vũ còn chưa kịp nói xong, Khổng Thiên Thu đã ngắt lời, Tổng Tư lệnh Tần, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, huyết tộc ở vùng ngoài lãnh thổ cũng là một thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, trong số bọn họ còn có cao thủ cao hơn cả cảnh giới nhân vương, không bao lâu nữa, cao thủ của huyết tộc cũng sẽ quay lại giới Thế Tục. Đừng thấy bây giờ Tiêu Chính Văn có thể áp đảo Võ Tông, nhưng với chút bản lĩnh đó của cậu ta thì sao có thể là đối thủ của huyết tộc được. Nói trắng ra, cho dù so với hai người chúng ta, Tiêu Chính Văn cũng chẳng có ưu thế gì. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, thực tế vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Dù sao nhà họ Khổng chúng tôi cũng không dám xem nhẹ đắc tội với huyết tộc. Hơn nữa, yêu cầu của huyết tộc cũng rất hợp lý. Bọn họ muốn con cháu của ba nhà kia là bởi vì thù cũ hận mới. Giới chính trị Hoa Quốc nên cho người ta cơ hội báo thù rửa hận. Hơn nữa, số người của huyết độc trở về lần này rất đông, bọn họ nhất định phải có chỗ ở, bọn họ muốn ba tỉnh cũng không phải là điều kiện quá đáng.
Khổng Thiên Thu quang minh chính đại nói những lời ăn cây táo rào cây sung, không hề có chút xấu hổ nào. Sắc mặt của Tần Vũ ngày càng khó coi. Khổng Thiên Thu thật vô liêm sỉ. Chẳng trách từ xa xưa đã có một lời đồn nho sinh bán nước. Đám người này vì lợi ích của mình, có thể không màng đến liêm sỉ, thậm chí còn bán rẻ lợi ích của đất nước để lấy lòng huyết tộc. Ông Khổng, ông cũng là con cháu của Thánh Khổng, mỗi tấc đất của Hoa Quốc chúng ta đều là do các vị tướng sĩ dùng mạng sống để đổi lại. Nếu giao bộp ba tỉnh cho huyết tộc thì Tần Vũ tôi sẽ bị người đời phỉ báng. Mặt Tần Vũ đỏ bừng, ánh mắt rực lửa. Tổng tư lệnh Tần, cậu đừng quên sử sách là do ai viết. Có những chuyện Tổng tư lệnh Tần vẫn chưa biết rõ, nhưng chắc cậu vẫn nhớ sự kiện Tĩnh Khang nhỉ. Lúc đó Huy Tông khăng khăng muốn lấy lại 16 châu Yên Vân, nhưng làm vậy sẽ đắc tội với nước Kim. Cho nên vì lợi ích đất nước, nhà tiên hiền của nhà họ Khổng chúng tôi đã nghĩ ra một diệu kế. Mở cổng thành, để quân Kim vào thành, bắt Huy Khâm nhị đế, sự kiện Bắc phạt lúc này mới kết thúc, nhưng từ sử sách cậu có thể thấy, không có một chữ nào nhắc đến người nho môn chúng tôi. Khổng Thiên Thu không hề xấu hổ mà còn tự hào, cười to nói lớn tự mãn. Đúng vậy, cuối cùng chẳng phải người của đạo gia phải chịu lỗi sao? Cô gái trẻ bên cạnh che mặt cười, nói tiếp, cho đến bây giờ, người chấp bút vẫn là người của nho môn chúng tôi. Chỉ cần đổ hết tội danh lên người Tiêu Chính Văn thì còn liên quan gì đến Tổng tư lệnh Tần chứ? Chỉ cần anh giao nhà họ Lý và nhà họ Chu ra, cộng thêm ba tỉnh cho huyết tộc, thì tôi có thể đảm bảo. Huyết tộc không chỉ bảo vệ anh an toàn, mà còn cho anh vô số lợi ích. Tần Vũ lạnh lùng nhìn hai người không biết xấu hổ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi. Thật sự xin lỗi hai vị, Tần Vũ tôi không dám bán nước cầu vinh, càng không dám xem nhẹ lãnh thổ mà quân sĩ đã dùng mạng sống để canh giữ. Tôi, Tần Vũ tức giận đến mức thở mạnh. Tổng tư lệnh Tần, tôi khuyên cậu một câu, đừng cố chấp làm theo ý mình. Huyết tộc không muốn dùng vũ lực với Hoa Quốc không phải là vì không có thực lực mà là vì nể mặt nhà họ Khổng chúng tôi. Cho dù Tiêu Chính Văn có thể đấu với ba vị bá tước đi nữa, nhưng cậu phải hiểu rõ một điều, trong giới thế tục còn có hầu tước cai quản. Cho dù Tiêu Chính Văn đủ may mắn thắng một trận thì gió cũng chỉ là một trong số họ mà thôi. Cậu biết có bao nhiêu hầu tước của huyết tộc trên toàn thế giới đã trở lại cùng lúc không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có tới 4 vị đấy. Đây chỉ là ước tính. Một khi chúng ta khai chiến với huyết tộc, ai dám đảm bảo người dân Hoa Quốc sẽ không phải chịu đau khổ? Ai dám đảm bảo rằng Hoa Quốc sẽ không bị diệt vong? Lẽ nào dựa vào Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long phía sau cậu ta sao? Ba người làm sao có thể đấu lại huyết tộc? Khổng Thiên Thu chế nhạo và đe dọa. Nghe vậy, Tần Vũ cứng họng. Quả thực, chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên quá lớn. Hơn nữa, như Khổng Thiên Thu đã nói, người duy nhất có thể làm trụ cột cho Hoa Quốc, chỉ có Điện Thần Long. Cho dù là Long Nguyệt hay Long Hình thì đều xuất thân từ Điện Thần Long. Ở Hoa Quốc, không có vị cao thủ nào có thể so bì với hai người họ. Một khi bốn vị hầu trước của huyết tộc cùng đánh tới Hoa Quốc thì Hoa Quốc sẽ phải đối mặt với thảm họa diệt vong. Mặc dù anh ta không rõ bây giờ Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới nào, thực lực ra sao. Nhưng hầu tước của huyết tộc đều là cao thủ nhân vương cấp 5, bất kỳ ai trong số họ đều có thể nghiền nát giới thế tục. Xin lỗi hai vị, thiên tử đã giao quyền xử lý chuyện này cho vua Bắc Lương, tôi không có quyền thay đổi bất kỳ quyết định nào của vua Bắc Lương cả. Mặc dù Tần Vũ cứng họng, nhưng cho dù phải chết thì cũng không bao giờ làm chuyện bán nước cầu vinh. Bên kia, trong một trang viên ở ngoại ô Long Kinh, Tiêu Chính Văn cũng đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo trắng. Cậu Tiêu, gia tộc rất cảm kích ân tình của cậu. Còn về phần huyết tộc, nhà họ Chu chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để gây áp lực cho bọn họ, nhưng có thể làm đến mức độ nào, nhà họ Chu chúng tôi cũng không tiện đảm bảo. Suy cho cùng, không nên xem nhẹ thế lực của huyết tộc vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng như cậu Tiêu đã nói, chúng ta đều là con cháu Hoa Quốc, chúng ta phải dốc lòng vì Hoa Quốc. Người đàn ông trung niên lịch sự nói. Ông ta chính là trợ thủ nổi tiếng nhất trong nhà họ Chu, lần này ông ta theo lệnh của gia chủ nhà họ Chu đến đây để trả ơn Tiêu Chính Văn. Ngay sau khi Chu Thụy Chân trở về nhà họ Chu ở vùng ngoài lãnh thổ, hắn đã kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở Thánh Vực. Gia chủ nhà họ Chu nghe xong càng thêm tức giận. Chỉ tay vào mũi Chu Thụy Chân, mắng chửi hắn suốt một buổi chiều.
nhà họ Khổng là loại rác rưởi gì, còn cần ông ta nói sao? Chu Thụy Chân thì hay rồi, đến thánh vực lại bắt tay với người nhà họ Khổng, làm ô uế hoàng tộc Chu Thị. Chiều ngày hôm đó, nhà họ Chu đã cử Chu Trấn Long, đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Chu đích thân đến giới Thế Tục Long Kinh đích thân xin lỗi Tiêu Chính Văn và cảm ơn vì đã không giết Chu Thụy Chân. Chu Trấn Long còn chưa kịp đến Long Kinh, tin tức huyết tộc đe dọa Hoa Quốc đã lan truyền khắp nơi. Vì vậy, Chu Trấn Long phải đi đi lại lại, thông báo chuyện này cho nhà họ Chu. Gia chủ nhà họ Chu lập tức tuyên bố sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đồng thời bảo Chu Trấn Long chuyển lời đến Tiêu Chính Văn rằng nhà họ Chu sẽ luôn sát cánh bên cạnh Tiêu Chính Văn. Gia chủ tận tâm quá, nhưng cho dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không giao ba tỉnh phía Tây Bắc Hoa Quốc cho huyết tộc, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ bảo vệ người nhà họ Lý và nhà họ Chu. Còn về phần nhà họ Trương, cho dù huyết tộc trừng trị bọn họ thế nào thì giới chính trị Hoa Quốc cũng sẽ không oán hận nửa lời. Tiêu Chính Văn nói thẳng ý kiến của mình. Mọi chuyện cứ làm theo lời cậu Tiêu nói. Ngoài ra, gia chủ còn bảo tôi thay mặt ông ấy chào hỏi cậu. Hy vọng có cơ hội mời cậu đến nhà họ Chu làm khách. Hơn nữa, gia chủ cũng đã quở trách Thế Tử vì hành động trước đó rồi. Nhà họ Chu chúng tôi thân là hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không bắt tay với đám tội đồ đó. Hoa Quốc cũng tùng là hoa quốc của nhà họ Chu chúng tôi, ngay cả bây giờ, nhà họ Chu cũng luôn hướng về đất nước, hướng về người dân. Xin cậu Tiêu đừng hiểu lầm. Mặc dù Chu Trấn Long là cao thủ nhân vương cấp 5, nhưng vẫn vô cùng kính nể Tiêu Chính Văn. Chỉ riêng từ điểm này, không khó để nhìn ra chủ ý của nhà họ Chu. Đương nhiên rồi, Thế Tử cũng chỉ vì không muốn vận khí Âu Lục rơi vào tay người khác. Nhưng tôi có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Cậu Tiêu có gì thắc mắc xin cứ nói, tôi biết sẽ trả lời. Chu Trấn Long nói, mối thù giữa nhà họ Lục và nhà họ Chu thật sự chỉ có chuyện của Chu Bột thôi sao? Theo tôi thấy, nhà họ Lục không đơn giản chút nào. Với thực lực của nhà họ Lục, sao năm đó có thể bị hủy diệt chứ? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Từ khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiến, Tiêu Chính Văn đã nghi ngờ chuyện này. Một thế gia bị hủy diệt, không thể phát triển lớn mạnh lại được. Rốt cuộc Chu Bột là ai? Cuối thời Hán. Nhà họ Chu được hưởng địa vị cao trong triều đình. Nếu năm đó thật sự kết oán với nhà họ Lục thì sao có thể để yên cho nhà họ Lục phát triển lớn mạnh được? Cậu Tiêu, thực ra có một số chuyện không nên để cậu biết, nhưng gia chủ đã nói phải thành thật với cậu Tiêu, cho nên tôi sẽ nói cho cậu nghe những gì tôi biết. Ân oán giữa nhà họ Chu và nhà họ Lục đã có từ thời Tiên Tần, vào thời kỳ đó, vua Tần vẫn chưa thống nhất 6 nước, nhà họ Lục vốn là thế gia tay sai của nhà họ Khổng. Mà nhà họ Chu lại là tôi tớ của vệ tử thật ra chính là một thương quân. Cuộc tranh đấu giữa Pháp gia và Nho gia đã bắt đầu từ thời Tiên Tần nhưng quân vương các nước đều hiểu rõ những gì Nho gia nói đều là do loạn Pháp. Dù là nền chính trị nhân từ hay thứ được gọi là khoan nhân, trên thực tế đều muốn đề cao tình người hơn quốc Pháp, chấp hành quốc Pháp lỏng lẻo mới tiện cho bọn họ làm những chuyện phi Pháp. Vậy nên quốc chủ các nước sẽ đuổi Khổng Khưu như đuổi chó nhà có tang. Sau khi ông ta chết, nhà họ Lục nhận lấy đại kỳ của Khổng Khưu, mà lúc đó bên đối lập với bọn họ chính là nhà họ Chu. Liêu Tử có một đệ tử tên là Chu Khang, cụ ta chính là tổ tiên thật sự của nhà họ Chu, ngay cả tần tượng Lý Tư cũng là đệ tử của cụ ta. Nghe Chu Trấn Long rủ rỉ, lúc này thì Tiêu Chính Văn mới hiểu hóa ra là như thế. Đây đã không còn là thù oán giữa hai thế gia nữa mà đã trở thành cuộc tranh đấu giữa Nho gia và Pháp gia. Chả trách dù là nhà họ Lục của huyết tộc hay là nhà họ Khổng thì vẫn cứ cắn mãi nhà họ Chu không chịu buông ra. Thế nhưng kết quả đời sau đã chứng minh Pháp gia bại rồi. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Bại thì cũng chưa bại. Thật ra mãi tới vương triều Chu Minh của tôi thì Hồng Vũ Vạn Tuế vẫn chấp hành theo Pháp gia. Có thể nói như này, các đời dựng nước đều lấy Pháp gia để trị. Chỉ khi vương triều hưng thịnh thì Nho gia mói đi con đường của tiểu nhân mà độc chiếm lấy đại quyền. Triều Tấn như vậy. Triều Đường như vậy, Tống Minh lại càng như vây. Thậm chí Đông Lâm Nhất Đảng còn tiêu diệt hết tất cả truyền nhân Pháp gia chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủi. Hải Thụy Hải Công đã bị Nhất Đảng hãm hại, chết không nhắm mắt. Chu Trấn Long nói tới đây thì trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Ra là như vậy, Tiêu Chính Văn nặng nề gật đầu. Sau khi nghe Chu Trấn Long nói,
rất nhiều nghi vấn trong lòng Tiêu Chính Văn khi trước cũng đã có đáp án. Thật ra dù là thời Tống hay thời Minh thì căn bản cũng chẳng có vị vua nào ngu dốt, mà là đại quyền đều nằm trong tay quan văn, những người này lại đều là đệ tử Nho gia, trong lòng bọn họ chỉ nghĩ tới lợi ích của gia tộc mình, còn lại thì chẳng có chút thương xót nào với nhân dân. Xa thì không nói, tội nhân Thiên Cổ Trương Cư chính vì để thế lực gia tộc của Đông Lâm Nhất Đảng có thể tiếp tục buôn lậu đồ gốm, tơ lụa đã không tiếc tự tay tiêu diệt quân đội nhà họ Thích, lại còn dồn rất nhiều đại tướng vào con đường chết. Vào thời điểm quốc gia lâm nguy, hậu nhân nhà họ Trương lại tự rêu rao trong nhà đã không còn gạo, cũng không còn tiền của dư thừa để quyên góp cho quốc gia. Thế nhưng kết quả thì sao? Phản quân đánh tới nhà họ Trương, riêng vàng bạc thôi cũng đã lấy đi được cả nghìn xe. Đáng tiếc, hiện tại, nhà họ Chu có không ít truyền nhân Pháp gia, vậy nên những người này tuyệt đối sẽ không cho phép người nhà họ Chu tiếp tục sống cho qua ngày. Chu Trấn Long càng nói càng cảm khái. Thậm chí còn không nhịn được mà thẳng tay đập nát cái bàn trà làm bằng gỗ. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, anh cũng không hỏi quá nhiều về những chi tiết khác. Thế nhưng ít nhất là anh cũng hiểu một điểm. Rất nhiều nội dung trong sách sử căn bản không đáng tin cậy, bởi vì người viết những cuốn sách sử này đều là người của Nho gia. Muốn bôi nhọ một người, chẳng qua chỉ cần vài chữ, vài bài báo là xong, dẫu sao cũng chẳng ai có thể trở lại niên đại đó để tìm chứng cứ. Sau khi trò chuyện với Tiêu Chính Văn một hồi, Chu Trấn Long mới nói lời chào rồi rời đi. Mà lúc này, bởi vì người nhà họ Khổng và thế lực của mấy gia tộc vùng ngoài lãnh thổ mà dư luận trong nước gần như đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn rõ ràng đang vì tư lợi của bản thân mà không thèm quan tâm tới tính mạng của nhân dân cả nước. Đúng, giao nộp người nhà họ Lý và nhà họ Chu là có thể bảo đảm người dân Hoa Quốc sẽ không phải chịu khổ vì loạn lạc chiến tranh. Tiêu Chính Văn cậu ta có tư cách gì mà lựa chọn thay cho chúng ta? Ba tỉnh Tây Bắc vốn dĩ chính là tỉnh lớn toàn gió cát, căn bản không thích hợp để ở, giao cho huyết tộc thì có làm sao? Lúc này, tất cả lời bàn tán gần như đều nghiêng hẳn về một bên, ngay tới không ít người dân Hoa Quốc cũng tham gia bàn tán về đại quân của Tiêu Chính Văn. Hầu tước của huyết tộc chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể cho mấy người thêm một ngày để thảo luận. Nếu như còn không nhận được câu trả lời hài lòng thì sẽ khiến cho cả Hoa Quốc máu chảy thành sông. Lần này, Lục Tiểu Thiến cũng công khai đứng ra lên tiếng. Tin tức này vừa được tung ra, gần như cả Hoa Quốc đều hoang mang lo sợ. Bởi vì trên bầu trời cả Hoa Quốc lúc này đều bị bao trùm bởi những đám mây màu máu hết sức đáng sợ. Cả Hoa Quốc, dù là thành phố hay là nông thôn, bất cứ nơi nào cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng cực kỳ khó chịu kia. Đêm ngày hôm đó, trên bầu trời ánh sao sáng lấp lánh, một tòa thiên cung cực lớn xuất hiện giữa khoảng không. Dưới sự chiếu rọi của tầng mây máu, tòa thiên cung cao lớn đó càng trở nên vô cùng kỳ dị. Vào lúc tất cả mọi người đều phát ra những tiếng kinh hô và lo lắng về hiện tượng thiên nhiên kỳ dị này, một luồng sáng sao xé toang màn mây máu và chiếu thẳng xuống dưới. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu xám, chân đạp trên một màn ánh sáng rực rỡ chậm rãi tiến tới. Thiên cung Bắc Cực, Thiên Minh Tử xin được đại diện cho Hoa Quốc đối thoại với huyết tộc. Âm thanh vô cùng uy nghiêm này giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp mọi ngóc ngách ở Hoa Quốc. Thiên cung Bắc Cực, mấy người Khổng Thiên Thu nghe thấy bốn chữ này thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Tốt quá, cuối cùng cũng có cao nhân ra tay rồi. Lúc này, ông Tần càng vui tới độ cười không khép miệng lại được. Võ Tông Hoa Quốc cung kính đón tiếp tiền bối Thiên Minh Tử trở về thế tục. Không ít tông môn võ tông đồng loạt lên tiếng, ngay lập tức chấn động cả trời cao. Mấy người Lạc Trường Sinh thì phủ phục trên đất, liên tục vái lạy về phía Thiên Minh Tử. Chỉ có một mình Sở Hồng Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thiên Minh Tử. Người khác có vái lạy thế nào cũng chẳng có liên quan tới ông ta, ít nhất trước khi tình thế được thể hiện rõ ràng thì ông ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng về bên nào cả. Thiên Minh Tử là đệ tử chính thống của Thiên Cung Bắc Cực. Bàn về địa vị thì còn cao hơn rất nhiều so với mấy trưởng giáo và chấp sự vừa trở về của năm đại danh sơn. Bàn về thực lực, Thiên Minh Tử cũng là một cao thủ nhân vương cấp 5, có thể coi là vô địch thiên hạ trong thời điểm hiện tại. Thậm chí ngay cả mấy thế tử như Lý Chính Đạo, Chu Thụy Chân cũng phải tỏ ra cung kính mấy phần. Vào hơn 100 năm trước, ông ta đã huyết chiến 7 ngày 7 đêm với ba thế gia lớn ở phương Tây. Dùng thực lực mạnh mẽ ép lui thế tiến công của ba thế gia lớn ở phương Tây với thế lực vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc.
chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ để thể hiện sự đáng sợ của Thiên Cung Bắc Cực rồi. Một đệ tử chính thống bất kỳ cũng có thể đẩy lui ba gia tộc lớn ở phương Tây, vậy thì cả thế lực của Thiên Cung Bắc Cực sẽ còn khủng bố tới độ nào? Ngay cả Lục Tiểu Thiến khi nghe thấy bốn chữ Thiên Cung Bắc Cực thì biểu cảm trên mặt cũng căng thẳng hơn mấy phần. Thế lực của huyết tộc ở thế tục vẫn rất mạnh, thế nhưng khi đối diện với Thiên Cung Bắc Cực, chỉ dựa vào sức mạnh trong thế tục của bọn họ hiện tại thì vẫn có hơi quá sức. Thậm chí ngay cả lãnh đạo cấp cao của huyết tộc cũng không ngờ bên phía Hoa Quốc lại cử cao thủ như Thiên Cung Bắc Cực trở về thế tục. Rất rõ ràng, người có thể lên tiếng thay cho Hoa Quốc lúc này đã không còn là Tiêu Chính Văn nữa mà chính là Thiên Minh Tử này. Với phong thái mạnh mẽ như vậy, ý đồ của Thiên Cung Bắc Cực đã quá rõ ràng rồi. Lẽ nào Thiên Cung Bắc Cực muốn đơn phương khai chiến với huyết tộc chúng ta? Mặc dù trong lòng Lục Tiểu Thiến đang hơi kinh hoàng, thế nhưng ngôn từ thì vẫn không yếu thế đi chút nào. Thiên Cung Bắc Cực không hề muốn khai chiến với huyết tộc, mọi chuyện đều nên lấy hỏa khí làm trọng. Thế nhưng huyết tộc mấy người quả thực đã chiếm cứ nơi bắt nguồn của năm đại danh sơn chúng tôi, chi bằng thế này, sau 3 ngày nữa, chúng ta quyết đấu một trận phân thắng bại trên đỉnh Hoa Sơn. Nếu như là võ tông mấy người giành thắng lợi, vẫn mong cô Lục chuyển lời giúp cho, Hoa Quốc chưa từng có ý định sử dụng vũ lực, chỉ hy vọng có thể chung sống hòa bình với huyết tộc. Nếu như chúng tôi thua, Hoa Quốc có thể đáp ứng tất cả mọi điều kiện mà huyết tộc đề ra khi trước, thế nhưng nhân dân Hoa Quốc chúng tôi vẫn hy vọng có thể chung sống hòa bình với huyết tộc. Những lời này của Thiên Minh Tử rõ ràng đang có ý giảng hòa, tâm trạng căng thẳng của Lục Tiểu Thiến lúc này mới dịu bớt đi được một chút. Chung sống hòa bình, đương nhiên có thể, có điều xin hỏi tiền bối Thiên Minh Tử, chúng ta phải chung sống như thế nào đây? Lục Tiểu Thiến tiếp tục hỏi. Khi trước, huyết tộc đưa ra đề nghị muốn giới chính trị Hoa Quốc cắt 3 tỉnh Tây Bắc cho mình, cá nhân tôi cho rằng điều này hết sức hợp tình hợp lý. Hơn nữa, người nhà họ Lý và nhà họ Chu quả thực cũng đáng giết. Có điều nhà họ Trương lại bảo vệ phần mộ tổ long cho Hoa Quốc, công trạng hết sức vĩ đại. Vẫn mong cô Lục có thể giơ cao đánh khẽ. Thiên Minh Tử cao giọng lên tiếng. Giọng nói của ông ta vang vọng khắp nơi, cả Hoa Quốc đều nghe thấy rất rõ. Học viện kiếm thuật Thiên Sơn tán đồng với đề nghị của tiền bối Thiên Minh Tử. Lạc Trường Sinh là người đầu tiên lên tiếng. Tung Sơn chúng tôi ủng hộ sự anh minh quyết đoán của tiền bối Thiên Minh Tử. Thiên Võ Tông chúng tôi ủng hộ tiền bối Thiên Minh Tử, ngay tức thì, các phái Võ Tông đều đồng loạt bày tỏ thái độ. Các vị, thế tục không chỉ là thế tục của võ tông chúng ta mà còn là thế tục của muôn dân, ý dân không thể làm trái. Theo ý của tôi thì tất cả người dân Hoa Quốc đều có tư cách lựa chọn vận mệnh của bản thân. Kể từ ngày mai, mọi người có thể bỏ phiếu quyết định trên mạng xem có muốn làm theo những gì tôi đã nói rằng sẽ chung sống hòa bình với huyết tộc hay không. Thiên Minh Tử nói với ngữ điệu bi thương. Trước khi trở lại giới thế tục, Thiên Minh Tử đã bí mật bàn bạc với người nhà họ Khổng. Lần này khi trở lại giới thế tục, không chỉ để giết người nhà họ Chu và nhà họ Lý, mà còn hủy cả uy thế của Tiêu Chính Văn. Cho dù người dân Hoa Quốc có ủng hộ Tiêu Chính Văn như thế nào thì khi đối mặt với sự sống chết, bản tính con người đều vô cùng ích kỷ. Chỉ cần đại đa số mọi người ủng hộ Thiên Minh Tử thì địa vị của Tiêu Chính Văn trong giới thế tục sẽ suy giảm, ngay cả quyền phát ngôn cũng sẽ bị thế ra ngoài lãnh thổ tước đoạt. Kết quả quả thực như những gì người nhà họ Khổng đã nói, Thiên Minh Tử vừa dứt lời đã thu hút rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp cả nước. Lúc nhỏ tôi từng đến 3 tỉnh Tây Bắc, nơi đó chỉ có cát và gió, nhường cho huyết tộc cũng không phải không thể. Đúng vậy, hơn nữa người nhà họ Chu và nhà họ Lý đều là thế gia võ đạo, bọn họ cống hiến vì Hoa Quốc thì đã sao? Vốn dĩ chúng ta cũng không nắm chắc phần thắng khi khai chiến với huyết tộc, tại sao không thể đàm phán hòa bình chứ? Rất nhanh, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều ý kiến khác nhau, hơn nữa còn lan truyền một cách chóng mặt. Trong vòng chưa đầy một ngày, kết quả của cuộc bầu phiếu đã được công bố, toàn bộ Hoa Quốc có 60% người dân ủng hộ quyết định của Thiên Minh Tử. Nhìn thấy kết quả này, khuôn mặt Thiên Minh Tử lộ ra vẻ tự mãn, so về độ nham hiểm và hung ác, nhà họ Khổng đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất. Dù sao Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ. Làm sao có thể đánh bại nhà họ Khổng đầy mưu mô? Để thể hiện sự tôn kính đối với giới chính trị Hoa Quốc và đối với cá nhân vua Bắc Lương, tôi muốn công khai hỏi cậu Tiêu một câu, không biết liệu cậu có thể đàm phán hòa bình với huyết tộc như đã nói không? Thiên Minh Tử nhìn Tiêu Chính Văn, nói với vẻ cao ngạo.
Ông ta muốn cho toàn bộ người dân Hoa Quốc biết, Tiêu Chính Văn đã cúi đầu trước ông ta. Không ít môn chủ võ tông và tông chủ thậm chí còn không đợi Tiêu Chính Văn trả lời, mà đã đứng lên nói tiền bối Thiên Minh Tử thật có đầu óc hơn người. Đúng vậy, với thân phận của tiền bối Thiên Minh Tử, thật hiếm khi có thể gọi ai một cách tôn trọng như vậy. Khổng Thiên Thu phụ họa theo đầy đắc ý. Đàm phán hòa bình, lấy đất đai và tính mạng của người dân Hoa Quốc gia để đàm phán hòa bình sao? Tiêu Chính Văn tôi sẽ không bao giờ làm những việc như vậy. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn gầm lớn, âm thanh rung chuyển bầu trời, toàn bộ Hoa Quốc đều có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe xong những lời này, cả Hoa Quốc trở nên náo động. Không ai ngờ rằng Tiêu Chính Văn sẽ quyết định như vậy. Cậu Tiêu, đàm phán là lối thoát duy nhất của chúng ta lúc này. Đúng vậy, những người dân bình thường như chúng tôi hoàn toàn không có khả năng bảo vệ chúng mình. Một khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi sẽ lại phải di rời, xin vua Bắc Lương rộng lòng giúp đỡ. Một số tên phản bội bị nhà họ Khổng mua chuộc cũng lập tức nhảy ra lên tiếng khi nhìn thấy cảnh này. Đúng vậy, đây vốn là trận chiến giữa giới chính trị và huyết tộc, tại sao những người dân bình thường như chúng tôi phải trả giá chứ? Phải đấy, chúng tôi chỉ muốn được tự do, chúng tôi cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Đúng vậy, chiến tranh không có kẻ thắng. Chúng tôi kêu gọi hòa bình. Đàm phán là lối thoát duy nhất của chúng ta. Nhất thời, rất nhiều người lên tiếng phản đối, trong vòng chưa đầy một ngày đã biến thành công kích cá nhân Tiêu Chính Văn. Nhiều người thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ ý đồ của Tiêu Chính Văn, thậm chí, bọn họ còn cho rằng Tiêu Chính Văn đã nhận được lợi ích từ nhà họ Chu và nhà họ Lý, cho nên mới nhất quyết chống lại huyết tộc. Vua Bắc Lương, Thiên Minh Tử tôi chưa từng tham gia vào việc đất nước. Nhưng có một câu nói rất hay là ý dân khó phạm. Giọng nói của Thiên Minh Tử lại vang lên. Tiêu Chính Văn cũng không thèm để ý tới Thiên Minh Tử nữa, anh thông báo cho Long Nguyệt và Long Hình chuẩn bị sẵn sàng, còn đặc biệt dặn dò Long Ngao để anh ta chuyên tâm đột phá, không cầm quan tâm đến chuyện bên ngoài. Thực lực mới là nền tảng của tiếng nói. Hiện tại, chỉ có hai cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2 như Long Nguyệt và Long Hình thì chưa đủ. Ngay lúc Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị khai chiến với huyết tộc thì Tần Vũ gọi điện tới. Anh Tần, Tiêu Chính Văn nghe máy, chào hỏi với Tần Vũ. Cậu Tiêu, chuyện này cậu làm vậy không ổn. Cho dù muốn khai chiến thì chúng ta cũng nên hành động bí mật, dư luận hiện tại đang rất bất lợi cho cậu. Tần Vũ cũng đã xem kết quả bỏ phiếu trực tuyến, và cả những tin đồn khác nhau về Tiêu Chính Văn. Rõ ràng là có người đang điều khiển trong bóng tối. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, trong Hắc Băng Đài cũng không còn đủ nhân lực để điều tra chi tiết việc này. Nhưng Tiêu Chính Văn là bộ mặt của giới chính trị. Danh tiếng của Tiêu Chính Văn rất quan trọng đối với giới chính trị. Nhìn thấy danh tiếng của Tiêu Chính Văn tụt dốc, sao Tần Vũ không sốt ruột cho được? Anh Tần, chúng ta có địa vị cao trong giới chính trị, cho dù là lời nói hay hành động thì đều phải ngay thẳng, càng không thể lừa gạt người dân Hoa Quốc. Bất luận là chiến tranh hay hòa bình thì chúng ta đều phải nói rõ lập trường của chúng ta với người dân. Cho dù tạm thời người dân Hoa Quốc hiểu sai, nhưng rồi sẽ có một ngày sự thật được phơi bày, công lý tự tồn tại trong lòng mỗi người, không cần ràng buộc lợi ích trước mắt được hay mất. Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Tần Vũ bất lực thở dài, cậu Tiêu, ý của cậu là không còn cách nào khác rồi sao? Đúng vậy, nghĩa vụ của quân nhân là không được để mất một tấc đất. Dù là người nhà họ Lý hay nhà họ Chu thì đều là người dân Hoa Quốc, sao có thể giao bọn họ vào tay người khác? Giọng điệu của Tiêu Chính Văn vô cùng chắc chắn. Thấy Tiêu Chính Văn kiên quyết như vậy, Tần Vũ không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý, không nói gì nữa. Lúc này, lời chỉ trích Tiêu Chính Văn cũng đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Hừ, Tiêu Chính Văn đã nhận được lợi ích từ nhà họ Chu và nhà họ Lý cho nên mới không chịu làm hòa. Nhưng chúng ta không nhận được gì cả, tại sao phải mạo hiểm tính mạng vì người nhà họ Lý và nhà họ Chu chứ? Đúng vậy, cho dù anh ta là vua Bắc Lương thì cũng không có quyền quyết định sự sống chết của chúng ta. Hừ, Tiêu Chính Văn đúng là một tên quân tử đạo đức giả thích ra vẻ đạo mạo. Một khi hai bên khai chiến thì Tiêu Chính Văn và người của Võ Tông ít nhất còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng người bình thường lại không thể. Nếu huyết tộc để mặc thuộc hạ tàn sát bừa bãi thì ai có thể ngăn nổi mấy chục nghìn quân huyết tộc đây? Cho dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh đến đâu thì cũng không có khả năng phân thân,
đến lúc đó, người dân bình thường như họ mới là người gặp nạn. Nhìn thấy, những lời nói chống lại Tiêu Chính Văn trên mạng ngày càng nhiều, Lạc Trường Sinh nở nụ cười đắc ý. Đã đến lúc kéo Tiêu Chính Văn khỏi tế đàn rồi. Theo lệnh của gã, một số đệ tử Thiên Sơn lập tức gửi tin nhắn đi. Không lâu sau, trên mạng đã nổ ra một câu chuyện chấn động. Mọi người còn nhớ đoàn đại diện Vi Hào lúc trước đến Hoa Quốc chúng ta không? Thực ra bọn họ đến để hợp tác với chúng ta cùng chống lại huyết tộc, nhưng lúc đó giết người đại diện vì lợi ích cá nhân. Đúng vậy, cuối cùng, để che đậy tội ác của mình, hắn thậm chí còn giết hết võ đạo Vi Hào, nếu không, chúng ta cũng không rơi vào cảnh đơn phương độc mã như bây giờ. Nhìn thấy những dòng bình luận đổi thắng thay đen trên mạng, Lục Tiểu Thiến nở nụ cười mãn nguyện. Xét về tổng thể, người nhà họ Khổng quả thực là vô song. Cô chủ, chúng ta có thể dễ dàng lấy mạng của Thiên Minh Tử, tại sao phải cho hắn mặt mũi chứ? Hầu Tước Huyết Đồ lạnh lùng nói. Hắn là người có chiến lực cao nhất ở Hoa Quốc của huyết tộc, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng Lục Tiểu Thiến. Chỉ từ điểm này không khó để nhận ra nhà họ Lục có uy lực cao trong huyết tộc. Mặc dù Thiên Minh Tử là đệ tử chính thống của Thiên Cung Bắc Cực, nhưng Thiên Cung Bắc Cực chỉ là một trong những thế lực dưới quyền Thiên Đạo Minh Ước mà thôi, căn bản không thể so sánh với huyết tộc. Hơn nữa, bản thân Huyết Đồ cũng là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 đỉnh cao, còn Thiên Minh Tử mới vừa đột phá, giết ông ta chẳng khác gì giết gà mổ chó. Đàm phán với bọn họ không phải là vì những điều kiện đó, mà là để trấn áp Tiêu Chính Văn. Sau khi Thiên Minh Tử trở lại, mọi hành động của anh ta chắc chắn đều có cao nhân chỉ điểm. Có thể âm thầm trấn áp Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn dùng dư luận ảnh hưởng thái độ của giới chính trị, ngoài nhà họ Khổng ra thì không còn ai khác. Nếu mọi người đều có cùng mục tiêu thì không cần phải tranh giành nữa. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thực ra, Lục Tiểu Thiến vẫn còn một điểm chưa nói rõ, chính là nhà họ Chu đã bắt đầu thương lượng với huyết tộc. Nhà họ Chu không chỉ là một gia tộc bình thường, mà bọn họ còn đại diện cho hơn chục thế gia hoàng tộc ở Hoa Quốc. Đằng sau bọn họ có sự hỗ trợ đắc lực của Thiên Vương Các. Vừa thuận nước dong thuyền, vừa có thể đánh bại đối thủ, sao Lục Tiểu Thiến lại không làm chứ? Mặt khác, cuộc chiến ngôn từ trên mạng cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Mặc dù cũng có rất nhiều người ủng hộ Tiêu Chính Văn, nhưng lại ít hơn rất nhiều so với người đứng về phía Thiên Minh Tử. Lúc này, trong tòa nhà văn phòng của công ty Internet lớn nhất Hoa Quốc, một ông lão tóc bạc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một nữ thư ký trẻ nhanh chóng bước vào văn phòng rồi nói, "Sếp Lâm, chúng ta có nên tạm thời ngắt kết nối Internet để dân cư mạng bình tĩnh lại không?" Ngắt mạng, Lâm Đàm khẽ lắc đầu nói, "Không cần, thời đại của vua Bắc Lương đã qua rồi." Từ Ngụy Nguyên Cát đến Thiên Minh Tử, Lâm Đàm có thể cảm nhận được sức mạnh thật sự tấn công Tiêu Chính Văn, chính là sức mạnh đáng sợ đứng sau bọn họ, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể thoát khỏi thảm họa này. Lâm Đàm là tổng giám đốc công ty Internet lớn nhất cả nước, khả năng kiểm soát tình hình của Lâm Đàm vượt xa người thường. Chính vì vậy, ông ta cảm nhận rõ ràng một luồng hỗn loạn đang khuấy động tình hình ở Hoa Quốc. Người ra tay lần này là một thế lực lớn vô cùng đáng sợ. So với những đối thủ mà Tiêu Chính Văn gặp phải trước đây thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đối phương vừa ra tay đã có thể dẫn dắt dư luận, đẩy Tiêu Chính Văn lên đầu sóng gió, thậm chí chỉ trong một đêm, đã đẩy Tiêu Chính Văn từ sự ngưỡng mộ của mọi người xuống vực thẳm bị người khác hắt hủi. Đây là thủ đoạn vô cùng cao minh, thậm chí còn có bóng dáng của các đảng phái chiến đấu chống lại sự khác biệt trong các triều đại trước đây, Tiêu Chính Văn đâu phải là đối thủ của những người này. Sếp Lâm, bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn là vua Bắc Lương, hơn nữa giới chính trị đã nói sẽ giao quyền xử lý chuyện này cho Tiêu Chính Văn, ngộ nhỡ, nữ thư ký lo lắng cảnh báo. Hừ, vua Bắc Lương, một khi chuyện này kết thúc, đừng nói là Tiêu Chính Văn, mà ngay cả thiên tử cũng không thể thoát khỏi Long Kinh. Thế lực đứng đằng sau chuyện này là người mà tôi và tôi đều không thể tưởng tượng nổi đâu. Chắc cô vẫn nhớ thời đại Minh có một vị quan nổi tiếng tên Thích Kế Quang nhỉ. Xét về công lao, ông ta không hề thua kém Tiêu Chính Văn, nhưng kết cục của ông ta thì sao? Lâm Đàm nheo mắt, lãnh đạm nói. Ý của sếp Lâm là, nữ thư ký nhìn Lâm Đàm với vẻ khó hiểu. Cô ta chưa từng đọc sách lịch sử, cho nên không biết người họ Thích này có liên quan gì đến những chuyện đang xảy ra. Thích Kế Quang là danh tướng dẹp yên giặc Oa,
nhưng lại bị Trương Cư Chính phong làm sứ thần trấn giữ biên cương, phái đến phương Bắc tu sửa trường thành, cuối cùng chết vì kiệt sức, rồi bị Trương Cư Chính diệt môn. Thích Kế Quang có thể sống hơn 10 năm, nhưng kết cục của Tiêu Chính Văn sẽ thảm hại hơn ông ta. Giết người không nhất thiết phải dùng dao, một cây bút cũng có thể giết người vô hình. Lâm Đàm nói xong khẽ nhắm mắt lại. Ông ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng mọi chuyện đã trở thành hiện thực, vì tương lai của nhà họ Lâm, ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía người thắng cuộc. Sếp Lâm, tôi biết phải làm gì rồi. Nữ thư ký nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc của Lâm Đàm. Đêm đó, dưới chân núi Hoa Sơn đã lâu không có người lui tới, chợt có ánh đèn sáng trưng. Lúc này, đã có ngàn vạn đệ tử võ tông tập hợp lại, hiển nhiên, bọn họ đều đứng về phía Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử từng nói đấu một trận thắng thua với huyết tộc trên đỉnh Hoa Sơn. Thiên Minh Tử chính là đại diện của võ tông Hoa Quốc. Trong võ tông cũng có rất nhiều người hy vọng khôi phục lại Hoa Sơn, chí ít không thể để một trong năm đại danh sơn như Hoa Sơn trở thành căn cứ địa của huyết tộc. Vì vậy, năm đại danh sơn đã cử cao thủ đến. Những người có thực lực trung bình trong võ tông cũng đến cổ vũ cho Thiên Minh Tử. Không chỉ có võ tông, mà cả giới truyền thông cũng đổ dồn sự chú ý vào Hoa Sơn. Trận chiến này không chỉ liên quan đến sự an nguy của nhà họ Lý và nhà họ Chu, mà còn liên quan đến sự an toàn của ngàn vạn người dân Hoa Quốc. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao cũng thấy rằng chuyện này liên quan nhiều hơn đến giới chính trị Hoa Quốc. Tôi vừa nghe nói, một nước nhỏ ở Mỹ Lục đã bị huyết tộc tàn sát, hàng triệu người trên khắp đất nước không còn ai sống sót. Người dẫn quân đồ sát nước nhỏ này chính là một vị hầu trước của huyết tộc. Tin tức này vừa được đưa ra đã gây náo động lớn. Diệt nước, huyết tộc thật sự tàn nhẫn hủy diệt một đất nước. Mặc dù từ khi linh khí khôi phục, các thế lực đấu đá lẫn nhau, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng các bên vẫn luôn giữ bổn phận. Tức là dù chiến tranh ở cấp độ nào thì cũng sẽ không hủy diệt đất nước của đối phương. Nhưng huyết tộc đã phá vỡ quy tắc của trò chơi. Một khi chiến tranh đặc biệt được phát động trong Hoa Quốc thì Hoa Quốc chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Từ đây có thể thấy, những lời nói của Lục Tiểu Thiến trước đây không phải là lời uy hiếp, mà bọn họ thật sự có sức mạnh hủy diệt đất nước. Cùng lúc này, rất nhiều phương tiện truyền thông còn đưa tin rằng huyết tộc sẽ cử 3 vị hầu tước đến quan sát trận đấu. Liệu bọn họ có xuống sân giao đấu với Thiên Minh Tử hay không thì chưa biết. Nhất thời, mọi người đều vô cùng tò mò. Không ai dám bảo đảm huyết tộc có lấy chuyện này làm cái cớ để tấn công vào Hoa Quốc hay không. Trong trận chiến hôm nay, e rằng cơ hội thắng của võ tông rất nhỏ. Một ông già tóc bạc nhìn lên Hoa Sơn, thở dài. Thậm chí nhân vật lớn như hầu tước không ra tay, chỉ cần hạn chế sự phát huy của Thiên Minh Tử là được. Về phần Hoa Quốc, Thiên Minh Tử là cao thủ duy nhất đạt cảnh giới nhân vương cấp 5, còn là một tân binh mới đột phá nhân vương cấp 5 trong vòng chưa đầy 10 năm. Làm sao có thể so sánh với những cao thủ kỳ cựu kia? Còn về phần huyết tộc, không chỉ có cao thủ đứng đầu, mà còn có vài vị bá tước huyết tộc cũng đích thân tham gia trận chiến. Thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang bằng nhau, khả năng võ tông thắng gần như bằng không. Trong đám người, một cô gái trẻ mặc trang phục công sở đang đứng giữa đám đông, lắng nghe lời bàn tán của những người xung quanh. Cô ta chính là thư ký của Lâm Đàm, tên Phương Dĩnh. Để đề phòng bất trắc, Lâm Đàm đặc biệt cử cô ta đến để nghe ngóng tin tức, nắm bắt thông tin càng sớm càng tốt, để tiện cho hắn điều chỉnh chiến lược công ty tương ứng. Không chỉ Lâm Đàm mà ngay cả 4 gia tộc lớn, cũng như Hắc Băng Đài đều bí mật phái người đến theo dõi kết quả của trận chiến này. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu đỏ cực lớn. Trong ánh sáng đỏ như máu, dường như có dòng máu chảy ra vô tận. Những đám mây đỏ như máu bay xung quanh Hoa Sơn càng lộng lẫy hơn bởi sự xuất hiện của ánh sáng đỏ này. Ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi máu tanh. Đó là hầu trước của huyết tộc. Trong đám người, một người nào đó thốt lên, tất cả mọi người lùi ra sau một bước. Bất cứ nơi nào ánh sáng đỏ này đi qua, thảm thực vật trên mặt đất cũng khô héo ngay lập tức, tất cả các loài động vật đều bị tước đoạt sức sống. Một bóng người cao lớn đỏ rực xuất hiện trong màn sáng. Uy lực vô cùng khủng khiếp, bao phủ xung quanh Hoa Sơn trong bán kính 100 km. Bùm, ngay khi mọi người còn chưa hoàn hồn, một bức màn sáng đỏ rực khác lại phóng thẳng đến đỉnh Hoa Sơn. Uy lực này đã san bằng một ngọn đồi phía xa.
một luồng khí tức đáng sợ đập vào tim mọi người. Rất nhiều tông chủ, môn chủ võ tông run rẩy sợ hãi trước luồng khí tức đáng sợ này. Ở Long Kinh xa xôi, Tần Vũ đang nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, các nhân vật lớn của huyết tộc từ khắp nơi lần lượt kéo đến rồi. Kết quả của trận chiến ngày hôm nay ai cũng có thể tưởng tượng ra. Trận chiến hôm nay, khó đoán được thắng bại. Tần Vũ thở dài, sắc mặt vô cùng khó coi. Khó đoán, e rằng chưa bắt đầu đã thua rồi. Đại trưởng lão võ tông sốt ruột dậm chân. Nhìn bề ngoài, việc thắng hay bại của Thiên Minh Tử không liên quan gì đến giới chính trị. Nhưng không phải vậy, nếu Thiên Minh Tử thua thì ba tỉnh Tây Bắc sẽ rơi vào tay huyết tộc. Đến lúc đó, bọn họ làm sao còn mặt mũi nhìn người đời sau? Làm sao giải thích với những tướng sĩ Hoa Quốc đã hết trên chiến trường? Bỗng chốc, trời đất náo động, các hiện tượng dị thường lần lượt xuất hiện. Từng tia chớp màu tím đánh thẳng xuống, vô số cây cao bị sét đánh đổ xuống. Sau gần một giờ, một ánh sáng chói lọt xuất hiện, Thiên Minh Tử chắp tay sau lưng, dẫn đầu một đám cao thủ của năm đại danh sơn, dẫm trên tia sáng xuất hiện. Rất nhiều người đặt tất cả niềm tin của họ vào Thiên Minh Tử. Kính chào tiền bối Thiên Minh Tử. Kính chào tiền bối Thiên Minh Tử. Nhất thời, vô số giọng nói vang lên. Tất cả người của võ tông đến xem trận chiến đều lần lượt cúi đầu trước mặt Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử chỉ khẽ gật đầu, kiêu ngạo nhìn về phía đỉnh núi Hoa Sơn. Sao Tiêu Chính Văn không tới? Lẽ nào hắn sợ sao? Thiên Minh Tử liếc nhìn đám người bên dưới nhếch mép nói. Lúc này trên ngọn núi ở đằng xa đã có rất nhiều máy quay của các đài truyền thông lớn được lắp đặt. Sau khi Thiên Minh Tử nói những lời đó, máy quay, máy ảnh của các truyền thông nhanh chóng tìm kiếm trong đám đông. Không lâu sau đã có người phát hiện một bóng người cô độc đang chậm rãi đi lên dọc đường núi. So với cảnh tượng xuất hiện của huyết tộc và Thiên Minh Tử thì Tiêu Chính Văn lại cực kỳ khiêm tốn. Nếu không nhìn kỹ thậm chí sẽ không tin đó là một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 ở trên cao vời vợi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Tiêu Chính Văn với tất cả cao thủ. Cho dù là hành động hay khí tức khác biệt với người thường. Nếu không phải do Tiêu Chính Văn quá nổi tiếng ở Hoa Quốc, thậm chí nói anh là một người bình thường cũng sẽ không ai nghi ngờ. Cuối con đường núi chính là đỉnh núi Liên Hoa của Hoa Sơn, nơi diễn ra trận đấu hôm nay. Lúc này người huyết tộc đã ngồi trên khán đài đã được dựng sẵn từ trước, Lục Tiểu Thiến dẫn theo hai tên đàn em kiêu ngạo đứng trên đỉnh núi. Hôm nay Lục Tiểu Thiến mặc bộ đồ khá sáng màu, cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn trang điểm nhẹ, rất quyến rũ. Nhưng dù là các ông lớn võ tông dưới núi cũng không dám xem thường cô gái này. Vì cô ta là cô cả nhà họ Lục, ở ngoài lãnh thổ cô ta cũng là sự tồn tại mà người thường không thể chọc vào nổi. Sao chỉ có ba người các ông? Nói rồi Lục Tiểu Thiến nhìn Thiên Minh Tử và Lạc Trường Sinh, ông Tần phía sau ông ta. Hôm nay một mình tôi ra trận là đủ. Thiên Minh Tử cực kỳ tự tin nói. Ngay cả khán giả ở hiện trường cũng đều vỗ tay cho sự dũng cảm của Thiên Minh Tử khi nghe ông ta nói thế. Phải biết người hôm nay ông đánh là cao thủ trong huyết tộc, hơn nữa một đánh ba, đây là có bao nhiêu can đảm mới nói thế. Vẫn là tiền bối Thiên Minh Tử khí thế hơn người, không giống Tiêu Chính Văn chỉ biết thùng rỗng kêu to, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Đúng là người hèn hạ, chỉ biết trốn tránh khi gặp khó, so sánh Tiêu Chính Văn với tiền bối Thiên Minh Tử hệt như một trời một vực. Nhìn khí thế của người ta rồi nhìn sang Tiêu Chính Văn xem, bây giờ mọi người đã biết Tiêu Chính Văn là người thế nào rồi chứ. Từng câu bình luận lại lần nữa bùng nổ trên mạng. Rất nhiều người dân không rõ thực hư cũng bắt đầu chỉ trích Tiêu Chính Văn. Lục Tiểu Thiến lạnh lùng nhìn Thiên Minh Tử, trầm giọng nói, dù ông là đệ tử đích truyền của Thiên Cung Bắc Cực đi chăng nữa, trận chiến hôm nay huyết tộc tôi cũng sẽ không nương tay với ông, mong ông có thể lượng sức. Chỉ một câu thôi khí thế của Lục Tiểu Thiến đã hơn Thiên Minh Tử không biết bao nhiêu cấp bậc. Sắc mặt Thiên Minh Tử hơi thay đổi nói, dù có lấy máu dưới cả Hoa Sơn, tôi cũng phải bảo vệ Hoa Quốc. Lời này của ông ta bề ngoài thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất là không dám tiếp lời Lục Tiểu Thiến, càng không dám nói khái lại. Dù sao cũng là con cả của nhà họ Lục, ông ta không gánh nổi hậu quả khi chọc giận Lục Tiểu Thiến. Dù như thế khi nghe ông ta nói vậy, mọi người vẫn không khỏi tán thưởng. So với Tiêu Chính Văn đang chậm rãi đi lên dọc đường núi,
Thiên Minh Tử có thể gọi là anh dũng, hơn nữa lời nói cũng hùng hồn càng khiến người khác đồng tình sâu sắc. Thiên Tử đang xem trực tiếp trên TV cũng không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, hành động này của cậu Tiêu là sao? Tần Vũ bên cạnh khẽ lắc đầu nói, hành động hôm nay của cậu Tiêu quả thật hơi kỳ lạ, tôi cũng không hiểu, nhưng trước đó không lâu cậu Tiêu từng nói với tôi, cho dù thế nào cũng không thể nói hòa với huyết tộc. Thiên Tử nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, ánh mắt lóe lên tia sáng nói, Tiêu Chính Văn muốn lấy thế yếu để kiềm chế thế mạnh. Nói rồi Thiên Tử cũng thở phào, đặt điện thoại xuống vươn eo lười biếng nói, muốn đấu với Tiêu Chính Văn à, mấy người này còn non lắm. Tần Vũ không cần xem nữa, đợi xem kịch hay đi. Nghe thế Tần Vũ hơi sửng sốt, khó hiểu nói, Thiên Tử, ý Thiên Tử là sao? Thật ra 8-90% trận chiến hôm nay là một cái bẫy, Tiêu Chính Văn đang cố ý nhập cuộc, chính là không vào hang hổ sao bắt được hổ con đây. Nói rồi Thiên Tử vừa ngửa mặt lên trời bật cười vừa đi ra khỏi Thiên Tử Các. Lúc này trên đỉnh núi Hoa Sơn, Thiên Minh Tử đã bước lên bậc thềm trơn trượt rộng bằng một sân đá bóng, mắt nhìn lướt qua đám người huyết tộc, nở nụ cười đầy tự tin. Các vị, hôm nay đấu thế nào? Lục Tiểu Thiến tiến đến một bước cười nói, rất đơn giản, chúng ta đấu 3 trận, hai bên đều có thể chọn 3 người ra trận để đấu, bên thắng có thể chọn ở lại trên võ đài tiếp tục khiêu chiến với người tiếp theo, cũng có thể chọn đi xuống. Cho đến khi một bên đánh bại bên, thắng thua sẽ rõ. Nghe thế, Lạc Trường Sinh và ông Tần không khỏi rùng mình. Với thực lực của họ, dù lên sàn đấu cũng đồng nghĩa với tự tìm chết. Bây giờ hai người họ vẫn chỉ ở cảnh giới thiên thần 2 sao, trong tình huống này e là không có tư cách tham chiến. Thiên Minh Tử quay đầu lại đánh mắt tỏ ý hai người Lạc Trường Sinh cứ yên tâm, sau đó mới lạnh nhạt nói, được thôi, thế thì để tôi lên đánh trận đầu. Lục Tiểu Thiến quay đầu sang bên cạnh gật đầu với người đàn ông đồ đen đứng trước trống lớn. Tùng tùng tùng, sau 3 tiếng trống, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen bước lên sàn đấu. So với Thiên Minh Tử, người đàn ông trước mặt này không chỉ có vóc dáng cao lớn mà còn mang theo khí tức rất kỳ lạ. Xung quanh thỉnh thoảng có sương mù màu máu bao quanh như thể cả người hắn bị bao phủ bởi một luồng khí máu. Người này chính là huyết ảnh một trong 3 bá tước. Mặc dù cảnh giới của ông ta thấp hơn Thiên Minh Tử, nhưng sức chiến đấu lại hung hãn, cũng từng giết cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 ở ngoài lãnh thổ. Ngay khoảnh khắc huyết ảnh đến sàn đấu, bầu trời bỗng có một tia sấm chớp màu đỏ. Chỉ thấy huyết ảnh vung một tay lên, ánh sáng màu đỏ đánh thẳng về phía Thiên Minh Tử. Thấy ánh sáng màu đỏ như cung tên bắn về phía mình, Thiên Minh Tử chỉ khẽ cười, sau đó giơ tay lên vẽ một vòng tròn trước ngực rồi chỉ vào đó. Một màn sáng màu bạc bay ra đỡ lấy ánh sáng màu đỏ đó. Bùm, một âm thanh cực lớn vang lên, màn sáng màu bạc đó lập tức nứt toạc, tia điện màu đỏ cũng lập tức biến mất. Một luồng gió cực mạnh ập đến, hai người gần như cùng lúc lùi về sau một bước. Khí tức mạnh quá. Cao thủ cảnh giới nhân vương xuất chiêu quả nhiên là đáng sợ. Cường giả huyết tộc mạnh hơn cao thủ thế tục chúng ta nhiều. Nếu không phải Thiên Minh Tử đến kịp lúc, e là Hoa Quốc chúng ta sẽ gặp tai họa rồi. Khán giả xem trận đấu bên dưới đều nói. Nhưng ngay sau đó một điểm sáng màu bạc bắn thẳng về phía đằng xa khiến ngọn núi lớn phía sau người đàn ông mặc đồ đen bị san bằng. Đây cũng chỉ là một đòn tấn công tùy ý với Thiên Minh Tử, ngay cả sóng dư âm cũng có uy lực như vậy, thậm chí có thể san bằng cả một ngọn núi cao 100 mét. Nếu đòn tấn công đó đánh trúng người sẽ có hậu quả gì? Sư phụ, đòn tấn công vừa rồi trông có vẻ bình thường, sao lại có uy lực mạnh đến thế? Một đệ tử võ tông quay đầu sang hỏi một ông lão bên cạnh nói. Con thì biết cái gì, trông có vẻ là đơn giản nhưng tập hợp sức mạnh cả phương trời kết tụ lại, nếu đòn tấn công này đánh trúng đỉnh núi chính của Hoa Sơn thì bây giờ Hoa Sơn đã không còn tồn tại nữa. Ông lão vuốt râu lắc đầu nói. Bản thân ông lão cũng có thực lực cảnh giới thiên thần 4 sao, nhưng tự nghĩ mình không thể đỡ được một chiêu của Thiên Minh Tử. Dù sao cũng là cường giả cảnh giới nhân vương. Mặc dù hai bên đều đang thử thăm dò đối thủ, nhưng cũng đã phát huy sức lực đến mức cực điểm, vượt xa những gì người ở cảnh giới thiên thần như họ nghĩ. Không hổ là đệ tử đích truyền của Thiên Cung Bắc Cực, quả nhiên có bản lĩnh. Huyết ảnh cười khẩy, sau đó cơ thể dịch chuyển biến thành vô số ảo ảnh, nhanh chóng chạy về phía Thiên Minh Tử.
Mặc dù đòn tấn công lúc này hắn chỉ dùng 3 phần lực, nhưng ai trong huyết tộc cũng đều chinh chiến qua mấy trăm trận chiến, nếu đổi thành người khác, dù là cảnh giới cao hơn hắn một cấp cũng không thể đỡ được sát chiêu của huyết ảnh hắn. Thấy huyết ảnh đã đến gần, Thiên Minh Tử cũng không dám lơ là, sau đó vung tay lên bày bố một trận pháp phòng vệ trước mặt. Chết đi! Huyết ảnh tức giận hét lên, 3 luồng sáng màu máu đánh về phía Thiên Minh Tử từ 3 hướng khác nhau. 3 luồng sáng màu máu chính là bóng máu của sát chiêu mãn thiên của huyết ảnh. Dù thoáng trông qua chỉ thấy có 3 điểm nhưng trong hư không lập tức ngập tràn vô số cột sáng màu máu, bao vây lấy Thiên Minh Tử. Thấy tình cảnh này, Thiên Minh Tử không dám khinh thường chút nào. Tuy đối phương chỉ là cảnh giới nhân vu ân cấp 3, nhưng ông ta cũng mới vừa đột phá xong, nghiêm túc nhìn nhận thì cảnh giới hiện tại của Thiên Minh Tử cũng không có gì chắc chắn. Chênh lệch không nhiều so với nhân vương cảnh giới cấp 4. Thiên Minh Tử gầm nhẹ một tiếng, một ánh sao sáng xuất hiện trước người ông ta, chặn giúp ông ta toàn bộ luồng sáng màu máu đó. Cùng lúc ấy, trên người ông ta cũng đồng thời xuất hiện một hình âm dương bát quái. Giáp càn khôn bát quái ư, đến loại bảo vật này mà Thiên Cung Bắc Cực cũng cho ông à. Huyết ảnh thầm nghiến răng, giáp càn khôn bát quái này chính là bảo vật trấn giữ của Thiên Cung Bắc Cực. Nghe nói được truyền lại bởi một vị đại năng thượng cổ, truyền thuyết kể rằng nó có thể chống chọi được những mấy cấp công kích cường liệt đến từ những cảnh giới cao hơn mình. Nhưng cho đến nay, Thiên Cung Bắc Cực đều coi thứ này như bảo bối, chưa bao giờ mang nó ra cho người khác ngắm nhìn, càng đừng nói đến việc ban thưởng cho bất kỳ một người đệ tử nào. Không ngờ nó lại xuất hiện trên người Thiên Minh Tử. Bảo vật, e là người ngoài hiểu lầm gì đó với giáp càn khôn bát quái này rồi. Đây chỉ là một loại trận pháp phòng ngự cấp cao mà thôi, chứ không phải bảo vật gì cả. Thiên Minh Tử đắc ý cười khẩy, rồi sau đó giơ tay lên đánh ra một chưởng. Một luồng gió cực kỳ mạnh xoáy tròn theo chiều thuận kim đồng hồ, ập về phía huyết ảnh. Trận gió xoáy, cõi lòng huyết ảnh nặng trĩu, dù lực sát thương của trận gió xoáy không cao nhưng không hề có kẽ hở nào, tốc độ lại rất nhanh. Đối với cao thủ cấp số như bọn họ mà nói, chưa nói tới bị thương nặng hay không. Dù chỉ gặp một vết thương nhẹ thì cũng là vết thương chí mạng. Huyết ảnh cái thế, huyết ảnh cũng hét lớn lên, cơ thể lập tức được một đám xương máu bao quanh, dù trong đám xương này có vẻ kín kẽ đến mức gió thổi không lọt nhưng kiểu gì cũng có chỗ trống. Một luồng gió mạnh đánh xuyên qua đám xương máu, vạch lên mặt huyết ảnh một vết máu dài. Huyết ảnh, cậu thua rồi, trong lúc nói chuyện, một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện trên sàn đấu võ, ngăn trước người huyết ảnh. Giờ phút này, nếu anh ta không xuất hiện kịp thời thì e là huyết ảnh đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Huyết ảnh vuốt mặt, không cam lòng nhìn Thiên Minh Tử, cắn răng tức giận hừ một tiếng rồi mới lui về khán đài. Tiền bối Thiên Minh Tử, thắng trận đầu. Một gã MC kích động nói với máy quay phim. Trận đầu tiên đã chiến thắng, đây đúng là một điều may mắn. Thiên Cung Bắc Cực thật đúng là danh bất hư truyền, trận pháp thật sự ảo diệu vô cùng. Tôi là huyết vực. Mong được học hỏi sự tinh thâm trong trận pháp của Thiên Cung Bắc Cực. Gã đàn ông áo đen kia từ từ xoay người lại, tia sáng lạnh lẽo trong mắt bắn về phía Thiên Minh Tử. Hai người chỉ vừa mới giao đấu một lượt đã đi thẳng vào giai đoạn ác liệt nhất. Tốc độ của huyết vực rất nhanh, hệt như bóng quỷ mị, hầu như không hề rời khỏi Thiên Minh Tử. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã giao chiến với nhau hơn trăm chiêu, ngay cả máy ảnh tốc độ cao cũng chỉ có thể chụp được một bức hình mờ mờ. Điều này đủ để thể tốc độ của hai người nhanh đến mức nào. Lại qua khoảng 3 phút nữa, thân hình huyết vực đột nhiên thoát một cái, biến mất không chút vết tích ngay trước mắt Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử thấy vậy, cõi lòng không khỏi trở nên nặng nề, ông ta vội vã xoay người nhưng chưa kịp thi triển tuyệt kỹ giáp càn khôn bát quái thì một cú đấm của huyết vực đã đánh thẳng lên lồng ngực ông ta. Theo tiếng vang lớn truyền tới, Thiên Minh Tử liên tục lùi về sau mười mấy bước liền. Ông ta phun một ngụm máu lớn ra ngoài. Trông thấy thế, mọi người đang theo dõi cuộc chiến từ phía xa đều nín thở. Thiên Minh Tử chính là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu như Thiên Minh Tử thua trận thì mặt mũi bọn họ còn để ở đâu. Trước màn hình phát sóng đến trăm họ Hoa Quốc, Thiên Minh Tử lau mồ hôi, cũng nghĩ giống vậy. Nếu Tiêu Chính Văn ở đây thì tốt rồi, anh ta có thể đánh thay tiền bối Thiên Minh Tử trận này. Hừ... Dù hắn có thể ở đây thì sao? Kẻ mà ngay cả tiền bối Thiên Minh Tử cũng không phải là đối thủ thì sao hắn đấu lại được? Đúng thế, tiền bối Thiên Minh Tử chính là cao thủ nhân vương cấp 5,
còn Tiêu Chính Văn chỉ là một nhân vương cấp một mà thôi, dù có ra sân cũng chỉ tổ khiến Hoa Quốc chúng ta mất mặt. Không ít người đang theo dõi trận chiến trên Internet bàn luận xôn xao. Bảo sao ban nãy có người thấy anh ta lên núi, đây rõ ràng là trốn tránh phải đánh chứ gì. Hai, người ta tránh đi là hợp tình hợp lý mà, dù sao thì cảnh giới thấp quá. Hừ, tự bản thân anh ta cũng biết mình ta mặt chỉ có nước chịu chết. Nhất thời, đủ loại giễu cợt ập tới như từ bốn phương tám hướng. Mà trong khi đó, Thiên Minh Tử bị Huyết Vực đánh hộc máu lại đang gắng gượng đứng vững. Tuy bị trọng thương nhưng Thiên Minh Tử cũng không lo lắng mấy. Dù sao chỉ cần giáp càn khôn bát quái còn ở đây thì người kia cũng chẳng làm gì được ông ta cả. Hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu biết chữ chết viết như thế nào. Dứt lời, Thiên Minh Tử giơ tay lên, một thanh kiếm dài 7 mét xuất hiện trong tay ông ta, rồi sau đó mũi kiếm chỉ hướng lên trời, bầu trời đột nhiên ngập tràn ánh sao, trông hệt như sông ngân bỗng dưng nghiêng mình đổ thác. Huyết Vực thấy thế, con người co lại, đây là ngân hà chảy ngược. Uy lực của chiêu thức này vô cùng lớn. Đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Giống hệt như uy lực của mãn thiên tinh thần, toàn bộ hội tụ lại ở một điểm rồi bao phủ lấy người hắn. Cho dù hắn có được đúc bằng đồng sắt thì cũng không thể nào chịu nổi. Ngay khi Huyết Vực định tự bạo mà chết, ôm tâm thế quyết làm ngọc nát đá tan với Thiên Minh Tử, thì đột nhiên một tiếng quát trong trẻo vang lên, bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực quả đúng là danh bất hư truyền. Khi tiếng nói còn vang, một luồng sáng trắng đã ập đến, bảo vệ lấy Huyết Vực. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng bình thản đi tới giữa hai người, dùng thân thể mình để tách cả hai người ra. Thấy người tới là ai, Thiên Minh Tử không khỏi sửng sốt. Chu Trấn Long, Thiên Minh Tử không dám tin vào mắt mình, ông ta dùng sức lắc đầu rồi lại dụi mắt, nhìn kỹ lại mới thấy rõ, quả nhiên chính là Chu Trấn Long của nhà họ Chu. Ông, sao lại là ông? Thiên Minh Tử có nằm mơ cũng không ngờ sẽ đụng phải người nhà họ Chu ở đây. Vì sao không thể là tôi? Nhà họ Chu chúng tôi có liên hệ dây mơ dễ má với Huyết tộc, không riêng gì độc nhất mỗi nhà họ Khổng các người có quan hệ với Huyết tộc đâu. Trận đấu kế tiếp, chỉ bằng để tôi đại diện cho Huyết tộc mà chiến, thế nào? Chu Trấn Long ngẩng đầu nhìn về phía hầu tước của Huyết tộc đang ngồi nghiêm chỉnh trên khán đài mà nói. Ông ta không phải người của Huyết tộc chúng ta. Không, Lục Tiểu Thiến mới nói được phân nửa, một vị hầu tước trong đó đã phất tay chen ngang, có thể. Nghe vậy, hàng mày đẹp đẽ của Lục Tiểu Thiến không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Đây là tranh đấu giữa Huyết tộc bọn họ và Hoa Quốc, từ bao giờ lại cần người nhà họ Chu nhúng tay vào? Cô chủ, đây là ý của cấp trên, hơn nữa, người muốn để nhà họ Chu nhúng tay vào chính là Lục Công. Gã hầu tước kia nhỏ giọng giải thích với Lục Tiểu Thiến. Lục Tiểu Thiến hít sâu một hơi, nói, nhà họ Chu bọn họ lúc nào cũng như thể chân tay với giới thế tục, sao có thể dốc hết sức lực được. Cô ta thực sự không cam tâm, lấy cục diện trước mắt thì bất kỳ một vị hầu tước nào ra tay cũng dễ dàng đánh bại Thiên Minh Tử. Chỉ cần Hoa Quốc bại trận, họ sẽ phải giao người của nhà họ Lý và nhà họ Chu cho nhà họ Lục vô điều kiện. Cô chủ, có một số việc không chỉ là tranh đấu gia tộc mà còn là tranh đấu giữa hai nhà. Tôi tin là cô hẳn biết Lục Công đã khổ công vất vả như thế nào. Gã hầu tước không hề đổi sắc mặt mà khuyên. Nhưng lúc này, Chu Trấn Long đã ra tay, chỉ thấy một chiếc ngọc tỷ bao phủ cả đất trời, lấp kín cấp không, từ trên cao đổ ập xuống. Chiếc ngọc tỷ kia chưa rơi xuống đã phát ra tiếng gió kinh thiên động địa. Hay lắm, Thiên Minh Tử giận dữ gầm lên, giáp càn khôn bát quái dần dần hiện ra. Đồng thời, một trận đồ thái cực bát quái vươn lên cao, xông thẳng lên trời đón đỡ lấy ngọc tỷ kia. Ngay lúc trận đồ thái cực bát quái và ngọc tỷ đụng độ lẫn nhau, trong phút chốc, ánh hào quang tỏa khắp muôn nơi, bầu trời đêm được chiếu rọi sáng như ban ngày. Ánh sáng ấy còn chói mắt hơn 100 quả bom nguyên tử nổ tung cùng lúc cả trăm ngàn lần. Thế nhưng đúng lúc này, Chu Trấn Long lại cười khẩy, ngay sau đó ông ta bước ra, giây tiếp theo đã xuất hiện bên cạnh Thiên Minh Tử, ông ta giơ tay ra. Vỗ thẳng lên bụng Thiên Minh Tử. Bang, một chưởng này vỗ lên giáp càn khôn bát quái, một tia sáng chói mắt tỏa ra, phía trên giáp càn khôn bát quái xuất hiện những vết nứt. Không hay rồi, những người theo dõi trận chiến bên dưới đều đồng thanh kêu lên. Phụt, Thiên Minh Tử lại phun ra một ngụm máu lớn, thực lực của ông ta kém xa Chu Trấn Long quá nhiều, cho dù có giáp càn khôn bát quái cũng không thể nào ngăn cản được một cú của Chu Trấn Long.
Hôm nay, tôi, dù tôi có tan xương nát thịt cũng phải chiến đấu với các người đến hơi thở cuối cùng. Thiên Minh Tử gào lên, ông ta dồn hết sức mạnh của mạnh, tập trung lại rồi hư thanh kiếm dài trong tay, giết về phía Chu Trấn Long. Nhưng Chu Trấn Long sao có thể để ông ta có cơ hội lật ngược tình thế ư? Một luồng sáng đen hiện lên trong tay ông ta, một cú mạnh nhất của Thiên Minh Tử cũng sắp đánh tới. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cộp vang lên, là tiếng bước chân trong trẻo của ai đó truyền tới. Một thân hình cao lớn chậm rãi bước lên sân đấu võ, Chu Trấn Long dùng khóe mắt liếc về phía bóng người kia. Tiêu Chính Văn, cùng lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, luồng sáng đen trong tay Chu Trấn Long cũng đột nhiên mở dần. Vốn có thể dùng một chưởng giết chết Thiên Minh Tử trong nháy mắt, nhưng khi thấy cái gật đầu rất khẽ của Tiêu Chính Văn, một chưởng chí mạng kia lập tức biến thành một chưởng bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Bang! Chu Trấn Long chỉ dùng vẻn vẹn 1% sức lực cũng đủ để đánh Thiên Minh Tử bay xa những 7-8 mét. Giết! Thiên Minh Tử mới vừa rơi xuống đất đã lại lập tức phóng người lên, đánh về phía Chu Trấn Long. Lúc này, Thiên Minh Tử đã bị đánh đến mức tóc tai bù xù, tư thế hiên ngang ngạo nghễ ban nãy đâu còn nữa. Thấy Thiên Minh Tử gần như liều mạng mà chiến, muôn dân trăm họ Hoa Quốc đang ngồi xem truyền hình cũng không khỏi thấy cảm động. Tiền bối Thiên Minh Tử phải anh dũng đến mức nào? Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy nhưng vẫn quyết tử chiến không lùi. 2. So với tiền bối Thiên Minh Tử thì Tiêu Chính Văn chính là đồ tham sống sợ chết. Uổng công tôi tin tưởng vua Bắc Lương đến thế, không ngờ anh ta lại là kẻ tham sống sợ chết như vậy. Đến giờ phút quan trọng này mà đến cái bóng anh ta cũng chẳng thấy đâu. Phút chốc, một đợt sóng phê bình khác dành cho Tiêu Chính Văn lại bắt đầu oanh tạc trên mạng. Hầu như tất cả diễn đàn đều lên tiếng chỉ trích Tiêu Chính Văn nhát như thỏ đế, không dám ứng chiến. Chu Trấn Long thấy mấy luồng bóng kiếm vây quanh lấy mình, hít sâu một hơi rồi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang đứng, người đó chỉ hơi gật đầu với ông ta rồi lập tức quay lưng xuống núi. Dừng, Chu Trấn Long đột nhiên vung tay về phía Thiên Minh Tử, nói, tôi thua rồi, ông quả nhiên chiến lực bất phàm, lão Chu này bội phục. Nói xong, Chu Trấn Long chắp tay với Thiên Minh Tử. Ngay lúc đó, tay áo Chu Trấn Long bỗng dưng thủng mấy cái lỗ lớn, thậm chí ngay cả da thịt cũng bị kiếm khí của Thiên Minh Tử cắt thành mấy vết thương máu chảy đầm đìa. Thiên Minh Tử thấy Chu Trấn Long nhận thua, dù trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn thở hổn hển đáp, anh Chu khách sao rồi, cảm ơn. Đệ tử chân truyền của Thiên Cung Bắc Cực quả nhiên có lực chiến bất phàm, tôi thua tâm phục khẩu phục. Chu Trấn Long vừa nói vừa sửa sang tay áo, rồi băng bó kỹ vết thương của mình. Nhìn về phía Thiên Minh Tử với vẻ mặt hững hờ. Ha ha, quá lời rồi, có điều, hộ vệ hàng đầu của nhà họ Chu cũng khiến tôi thấy hơi thất vọng. Thiên Minh Tử lau máu tươi tràn ra bên khóe môi, ngạo nghễ nói. Nghe thấy thế, sát khí trong mắt Chu Trấn Long chợt lóe lên rồi biến mất, ông ta nhìn về phía Tiêu Chính Văn rời đi, lạnh lùng nói nhiều vô ích, mong anh đây hãy tự lo liệu bản thân. Nói xong, Chu Trấn Long nghiêng đầu nhìn mấy vị hầu tước huyết tộc một cái rồi lập tức đi xuống chân núi. Sau khi bóng lưng Chu Trấn Long đã biến mất, hầu như cả Hoa Quốc đều phát ra một trận hoan hô. Chúng ta thắng rồi, không chỉ Long Kinh, hầu như muôn dân Hoa Quốc đều đốt pháo hoa và hoan hô nhảy múa. Lúc này, sắc mặt Lục Tiểu Thiến trên khán đài đã hết sức khó coi. Cô ta vốn cảm thấy trên người Chu Trấn Long có rất nhiều điểm khả nghi. Quả nhiên hệt như những gì cô ta dự đoán, ban nãy rõ ràng Chu Trấn Long có thể dùng một chưởng đánh gục Thiên Minh Tử nhưng không biết vì sao trong lúc nguy cấp, vì thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện mà ông ta lại thua tay, thế nên Thiên Minh Tử mới nhặt lại được cái mạng chó của mình. Vì sao lại thế? Lục Tiểu Thiến nghiến răng quay đầu nhìn hầu tước huyết tộc bên cạnh. Tất cả những chuyện này đều là ý của Lục Công, hai hổ tranh đấu ắt sẽ có một con bị thương, huyết tộc chúng ta sao không ngồi làm ngư ông đắc lợi? Cô Lục sẽ nhanh chóng hiểu được thôi. Nói xong, gã hầu tước huyết tộc kia phóng người lên, chân đạp ánh sáng đỏ tươi, biến mất tăm mất tích. Cái gì, Thiên Minh Tử thằng á? Tần Vũ nhìn màn hình di động mà không thể tin nổi. Đừng nói anh ta, ngay cả đại trưởng lão cũng không dám tin những gì xảy ra lại là thật. Huyết tộc được trấn giữ bởi ba vị hầu tước, từ đầu chí cuối, ba vị hầu tước kia chưa ra tay một lần nào. Nếu bọn họ thật lòng muốn thắng thì chỉ cần hầu tước kia tùy ý ra tay thì Thiên Minh Tử chẳng thể là đối thủ của họ được. Theo lão già này thấy, chuyện này nhất định có chỗ đáng ngờ.
Ba đại hầu tước của huyết tộc đích thân tới nhưng không ra tay, thấy Thiên Minh Tử đứng đầu ngọn gió, thậm chí đến cả hộ vệ hàng đầu của nhà họ Chu cũng thua Thiên Minh Tử, điều này thật sự quá khác thường. Đại trưởng lão vừa lắc đầu vừa đi qua đi lại, thật sự cụ ta nghĩ không ra, trong này rốt cuộc còn giấu giếm bí mật gì. Không chỉ đại trưởng lão thấy bất ngờ, đến cả Thiên Minh Tử cũng không dám tin đây là thật. Trong giây phút ông ta nhìn thấy Chu Trấn Long, thậm chí ông ta đã nghĩ đến việc hôm nay sẽ là ngày vùi thây trên đỉnh Hoa Sơn. Ông ta rất muốn trốn nhưng nếu không thể hoàn thành sứ mệnh mà Thiên Cung Bắc Cực giao phó, cho dù có quay về bên ngoài lãnh thổ thì cũng sẽ bị Thiên Cung Bắc Cực khép tội phản đồ, loại khỏi sư môn. Không còn chỗ dựa như Thiên Cung Bắc Cực, Thiên Minh Tử sẽ chẳng thể sống nổi một tháng ở bên ngoài lãnh thổ. Vì thế, để sinh tồn, ông ta phải liều mạng. Nhưng không ngờ rằng, Chu Trấn Long lại nhận thua. Xem ra, những cao thủ nổi tiếng này cũng chỉ được có thế. Cô Lục, theo như ước hẹn của chúng ta lúc trước, huyết tộc và Hoa Quốc chúng tôi nên nối lại hòa bình. Hơn nữa, Hoa Sơn vốn là một trong năm đại danh sơn, theo lý thì huyết tộc cũng phải sớm ngày hoàn trả. Thiên Minh Tử đắc ý bước lên trước một bước, chắp tay ôm quyền với Lục Tiểu Thiến. Hừ, Thiên Minh Tử, ông đừng đắc ý sớm thế. Chúng ta đi, Lục Tiểu Thiến khinh bỉ hừ một tiếng, dẫn theo ba vị bá tước huyết tộc đứng dây rời đi. Sau khi mấy người của huyết tộc đã đi khỏi, người võ tông sinh sống dưới chân núi bỗng phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhảy cẫng lên vui mừng kể từ khi Tiêu Chính Văn xuất hiện đến nay. Bọn họ cho rằng, mình sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của Tiêu Chính Văn, rồi sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Nhất là mấy người Lạc Trường Sinh, gã thậm chí còn khóc vì xúc động. Vô số võ tông tông chủ rối rít kéo nhau lên đỉnh Hoa Sơn, vây lấy Thiên Minh Tử, coi ông ta như thần linh mà quỳ xuống vái lạy. Thiên Minh Tử chắp tay sau lưng, nở nụ cười đắc ý, nhìn xuống đám người võ tông. Mọi người khách sáo rồi, đây vốn là trách nhiệm của tôi. Không như một số người, cố ý đùn đẩy trách nhiệm, câu giờ trì hoãn. Vừa nói, ánh mắt Thiên Minh Tử vừa chĩa về phía con đường mòn dẫn lên núi. Mọi người cũng đồng loạt dựa theo ánh mắt Thiên Minh Tử nhìn xuống dưới chân núi. Chỉ thấy một mình Tiêu Chính Văn chậm rãi đi về phía một chiếc xe màu đen. Trước cửa xe là một cô gái đẹp tựa tiên nữ. Không ít người chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra Khương Vi Nhan. Hừ, tiền bối Thiên Minh Tử ở đây sống mái với huyết tộc, Tiêu Chính Văn lại còn mặt mũi dẫn vợ đến du sơn ngoạn thủy. Hừ, thứ người như hắn đúng là không xứng với ba chữ vua Bắc Lương. Đúng, loại người này đáng để bị vạn dân phỉ nhổ. Không chỉ người của võ tông bất mãn với Tiêu Chính Văn, đám phóng viên truyền thông cũng cố ý đặc tả cảnh Tiêu Chính Văn đi về phía Khương Vi Nhan những 10 giây. Trong ống kính, Khương Vi Nhan đứng bên cạnh chiếc xe màu đen, thân thiết nắm lấy tay Tiêu Chính Văn, trên gương mặt cô là vẻ hạnh phúc như gió xuân, ôm hôn Tiêu Chính Văn nhiệt tình. Thấy cảnh quay đặc tả này, muôn dân Hoa Quốc xôn xao ổ lên. Bảo sao Tổng Giám Đốc Lâm nói thời đại của Tiêu Chính Văn sắp kết thúc rồi. Đúng là Tổng Giám Đốc Lâm nhìn xa trông rộng, Phương Dĩnh nhìn vợ chồng Tiêu Chính Văn cách đó không xa, trên mặt nở nụ cười khinh thường. Một mình Thiên Minh Tử đánh cả ba trận, hơn nữa còn là giành chiến thắng trong trận chiến này cho Hoa Quốc ở đỉnh núi Hoa Sơn và trước cả nước. Quan trọng nhất là cả quá trình Tiêu Chính Văn chưa từng ra tay, thậm chí đến thời điểm cuối cùng Tiêu Chính Văn mới xuất hiện ở sân đấu. Chỉ riêng chiến tích huy hoàng hôm nay cũng có thể khiến mọi người ghi nhớ mãi ba chữ Thiên Minh Tử này. Ngược lại lúc Hoa Quốc bị huyết tộc đe dọa, Tiêu Chính Văn lại trốn tránh không ra mặt, thậm chí đến cuối cùng cũng không có ý định lộ diện, chắc chắn sẽ bị người cả nước ruồng bỏ. Sở dĩ Tiêu Chính Văn có thể năm lần bảy lượt vả mặt năm đại danh sơn, thậm chí hô mưa gọi gió trong cả võ tông không thể tách khỏi sự ủng hộ của người dân Hoa Quốc. Không được người dân ủng hộ, lại không có lai lịch lớn, cũng có thể nghĩ đến kết cục sau này của Tiêu Chính Văn. Còn thực lực, năm đại danh sơn thậm chí là các gia tộc đã ẩn náu đến ngoài lãnh thổ của võ tông kia có nhiều cao thủ mạnh thế nào. Chút bản lĩnh của Tiêu Chính Văn có là gì trong mắt mấy người này? Tiền bối Thiên Minh Tử nên được phong thần, thậm chí nên lập miếu, sẽ luôn được người đời sau kính ngưỡng và tôn thờ. Chỉ cần có tiền bối Thiên Minh Tử thì Hoa Quốc chúng ta không sợ huyết tộc. Tiền bối Thiên Minh Tử nên thay thế vua Bắc Lương, trở thành người đứng đầu Hoa Quốc. Rất nhiều chuyên gia đồng loạt chạy đến các truyền thông lớn, thậm chí là rêu rao trên mạng,
Thật ra những gì Tiêu Chính Văn làm trước đó quả thật là không hợp lòng đám người đó. Đầu tiên là đánh chìm số lượng lớn hải quân Mễ quốc ở vùng biển quốc tế, đây là đang thách thức quyền uy của phương Tây. Sau đó lại dẫm đạp Âu Lục, trong mắt họ hành vi của Tiêu Chính Văn không khác gì đang trà đạp lên nền minh mà họ cho là cao thượng. Cuối cùng, thậm chí còn dẫn người quét sạch Vi Hào, tự tay cắt giảm hơn một nửa người Vi Hào. Họ nghĩ mặc dù hơn 100 năm trước Vi Hào giết hàng trăm triệu người Hoa quốc nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, không nên nhắc lại. Nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi, thẳng tay giết hơn nửa số dân, còn ép Vi Hào quỳ xuống cầu xin tha, đây là đang phá hoại hòa bình. Thế nên mấy người này ngoài mặt thì ca tụng Tiêu Chính Văn, nhưng thật ra hận Tiêu Chính Văn thấu xương. Vì hành vi của Tiêu Chính Văn đã vả vào mặt họ. Dùng nắm đấm chứng minh với toàn thế giới là cho dù là ở đâu, bất kỳ lúc nào, Hoa quốc cũng là đỉnh cao của thế giới, Hoa quốc không cần phải nịnh nọt bất kỳ đất nước nào. So với nền văn minh hàng nghìn năm của Hoa quốc, cho dù là văn minh ASEAN hay các nước Mỹ lục cũng chẳng qua chỉ là đám man dợ chưa khai hóa hết mà thôi. Nói chuyện với đám man dợ không cần phải nói đạo lý, chỉ cần dùng nắm đấm, dùng máu để khiến chúng chịu thua là được. Nhưng giờ Thiên Minh Tử nhìn bề ngoài lại nhã nhặn hơn nhiều, không giống Tiêu Chính Văn đạp lên mặt mũi của đám chuyên gia và giáo sư đó, từ mọi phương diện, đánh nát từng chút nhân phẩm hèn mọn còn lại của bọn họ. Quan trọng nhất là phía sau Thiên Minh Tử có Bắc Cực Thiên Cung làm chỗ dựa, Bắc Cực Thiên Cung lại là thế lực không thể tách rời khỏi nhà họ Khổng. Nói cách khác, Bắc Cực Thiên Cung chính là tay chân của nhà Nho, là tay sai của nhà họ Khổng. Cũng là chủ nhân thực sự của chuyên gia và giáo sư cực kỳ muốn bán nước cầu vinh quang. Đó cũng là sự tồn tại rất có thể bị họ đóng gói thành một người kế thừa văn hóa, và còn có thể một lần nữa gây ra một làn sóng lớn về tiên hiền Khổng Thánh ở Hoa Quốc. Chỉ cần quỳ xuống phục tùng thì những người này có thể đứng trên đỉnh cao của đạo đức lần nữa, đánh bại tất cả những phái chủ chiến có ý định làm cho Hoa quốc đứng trên đỉnh cao của thế giới. Mặt khác Tiêu Chính Văn trước giờ chỉ luôn hòa nhã với quân dân trong quân đội, đối xử với họ rất văn minh, nhã nhặn nhưng cũng sẽ trấn áp họ. Thậm chí còn không nương tay tước đi đặc quyền vốn có của họ, khiến họ không thể không bị pháp luật ràng buộc giống như người dân bị họ xem thường kia. Đây quả thật là tội không thể tha. Đây cũng là điểm tất cả chuyện gia và giáo sư Hoa quốc hận Tiêu Chính Văn đến thấu xương. Chỉ có tiền bối Thiên Minh Tử mới có thể đại diện cho võ tông Hoa quốc, không giống Tiêu Chính Văn kia, ngày thường đều tỏ ra ta đây ăn hiếp người khác. Không ít những giáo sư cùng lúc công khai chỉ trích trên các truyền thông lớn. Đúng thế, giáo sư Lý nói rất có lý, chúng ta nghĩ kỹ lại thì Tiêu Chính Văn chỉ là một tên lính quèn. Cậu ta có tư cách gì dẫn người đến đánh năm đại danh sơn? Cậu ta dựa vào đâu là giết sạch giới võ thuật của Vi Hào, còn nữ người này đúng là một tên man dợ, sao cậu ta có thể đánh chìm chiến hạm quân sự của Mễ quốc trên mặt biển chứ? Người ta là đang bảo vệ hòa bình, bảo vệ công lý chính nghĩa. Chỉ thoáng chốc gần như tất cả truyền thông đều đang sỉ nhục Tiêu Chính Văn. Còn có rất nhiều giáo sư công khai mắng chửi cảnh Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ôm nhau sau khi trận chiến ở Hoa Sơn lần này kết thúc. Mọi người có thể nhìn xem đây chính là vua Bắc Lương luôn được mọi người ca tụng đấy. Không giúp thì thôi đi, còn dẫn theo vợ đi du ngoạn Sơn Thủy. Bộ dạng này đâu có chút trách nhiệm xã hội nào, nhất là hai ngày trước anh ta còn lớn lối nói không ngại khai chiến với huyết tộc vì bảo vệ nhà họ Lý và nhà họ Chu. Nhưng giờ thì sao? Khai chiến thật rồi anh ta ở đâu? Mọi người đừng quên, trận chiến này là do tiền bối Thiên Minh Tử giúp chúng ta giành chiến thắng. Thiên Minh Tử còn chưa xuống núi, mọi dư luận ở Hoa Quốc đã bùng nổ. Theo tiết tấu mắng chửi của đám chuyên gia, giáo sư, cộng thêm thủy quân của năm đại danh sơn hùa theo, không lâu sau người phản đối Tiêu Chính Văn cũng càng nhiều. Tiền bối Thiên Minh Tử, trước kia tôi chỉ nghe nói đến Thiên Cung Bắc Cực uy danh bốn phương nhưng chưa được gặp. Hôm nay được gặp tiền bối Thiên Minh Tử, tôi đúng là có phúc ba đời. Khổng Thiên Thu bước đến chắp tay chào Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử đắc ý bật cười nói, quá khen rồi. Chỉ là chút việc nhỏ thôi, thân là người Hoa Quốc, cho dù ở thế tục hay ngoài lãnh thổ, tôi đều hướng về Hoa Quốc cả. Mặc dù nói như thế nhưng sắc mặt Thiên Minh Tử lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nào có, tiền bối khiêm tốn quá. Chỉ riêng trận chiến hôm nay đã đủ chứng minh ông dẫn dắt Hoa quốc được rồi. Khổng Thiên Thu có tâm tư khác lớn giọng nói.
Mấy tông chủ võ tông bên cạnh nghe thế cũng sửng sốt, sau đó đổi sắc rồi đồng loạt lùi về sau mấy bước. Rõ ràng là nhà họ Khổng lại sắp có âm mưu gì. Họ không muốn bị lôi vào chuyện này, dù sao Tiêu Chính Văn không ra mặt đánh chỉ là một trùng hợp, nhưng không có nghĩa là họ có thể tùy tiện chèn ép giới chính trị. Tiền bối Thiên Minh Tử, để chúc mừng chiến thắng hôm nay, tôi đề nghị mở tiệc chào đón ông ở khách sạn Vạn Long ở Long Kinh. Khổng Thiên Thu cung kính nói. Mở tiệc, tôi nghĩ không cần đâu, mọi người chúc mừng đơn giản là được rồi, làm gì cũng nên khiêm tốn một chút. Thiên Minh Tử cười đến mức không khép hàm được. Tiền bối, trận chiến hôm nay ông đã có công rất lớn, mời ông ăn một bữa có là gì? Dù bảo chúng tôi giao tất cả ra cũng là chuyện nên làm. Khổng Thiên Thu không biết xấu hổ nói khoác. Đúng thế, ông đã lập công lớn cho Hoa Quốc, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Lâm Đàm cũng bước lên nói. Thiên Minh Tử quay đầu lại nhìn mọi người, bật cười nói, nếu mọi người đã nhiệt tình như thế thì chi bằng tôi nghe theo vậy. Nói rồi Thiên Minh Tử được mọi người hộ tống đi xuống núi. Khách sạn Vạn Long là khách sạn lớn trong top 3 ở Long Kinh, hơn nữa khách sạn này đã được nhập vào dưới trướng tập đoàn Vi Nhan vào 2 năm trước. Nói đúng hơn thì khách sạn Vạn Long đã là tài sản dưới tên tập đoàn Vi Nhan, hơn nữa qua mấy năm nay, Khương Vi Nhan vất vả điều hành đã trở thành một trong những khách sạn xa hoa cấp bậc thế giới. Đồng thời cũng là kiến trúc biểu trưng trên đường Vạn Long ở Long Kinh. Đoàn xe của mấy người Thiên Minh Tử vừa quay về Long Kinh, hai bên đường đã có rất nhiều người đứng đón. Trong đó không chỉ có đại diện của Võ Tông mà có cả ông lớn ở các nơi trong nước và các đại gia trong lĩnh vực kinh doanh đều đến góp vui, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để nịnh hót Thiên Minh Tử. Ngay khi Thiên Minh Tử đẩy cửa bước xuống khỏi chiếc xe màu đen, hiện trường vang lên tiếng nổ tay như sấm rền. Rất nhiều phóng viên lắp đặt ống súng vây quanh Thiên Minh Tử. Mời tiền bối Thiên Minh Tử. Đám người Khổng Thiên Thu chặn phóng viên lại, không ít ông lớn Võ Tông cũng nhanh chân tạo thành một bức tường người dẫn đến sảnh lớn khách sạn Vạn Long. Thiên Minh Tử sải bước đi vào, vừa đi được hai bước bỗng dừng lại, kiêu ngạo nói, nếu đã là tiệc thì cũng có thể mời Tiêu Chính Văn đến. Dù sao cậu ta cũng là một trong số ít phái chủ chiến. Thiên Minh Tử vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh lập tức ngẩn ra. Đặc biệt là những phóng viên ở xung quanh còn đồng loạt thổi phồng trắng trợn câu nói của Thiên Minh Tử, trực tiếp gán cho Thiên Minh Tử cái hình tượng hết mực khiêm tốn. Mà Khổng Thiên Thu đứng bên cạnh lại không khỏi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, ngẩn ra đó một hồi, thậm chí còn không biết nên tiếp lời Thiên Minh Tử ra sao. Thật ra vua Bắc Lương cũng là một lòng lo nghĩ cho Hoa Quốc, thế hệ trẻ tuổi có huyết tính giống như cậu ta đã cực kỳ hiếm thấy rồi, nể tình cậu ta cũng đã có không ít cống hiến cho Hoa Quốc. Buổi tiệc chúc mừng ngày hôm nay không nên loại trừ cậu ta ra ngoài. Dù cậu ta không góp sức thế nhưng ít nhất cũng từng cho ý kiến. Thiên Minh Tử cố ý nói rất lớn tiếng nửa vế câu sau. Khổng Thiên Thu đảo mắt, lập tức hiểu ra dụng ý trong mấy lời này của Thiên Minh Tử, vội vàng gật đầu nói, tiền bối Thiên Minh Tử nói rất đúng, giờ vãn bối sẽ đi làm luôn ạ. Nói xong ông ta bước nhanh ra khỏi đám người. Tiền bối Thiên Minh Tử. Buổi tiệc chúc mừng hôm nay có quan hệ gì với Tiêu Chính Văn ạ? Đúng thế, từ đầu tới cuối Tiêu Chính Văn đều không dám lộ diện, cậu ta có tư cách gì tới tham gia tiệc mừng của ông? Xem ra vẫn là tiền bối Thiên Minh Tử có tấm lòng bao la rộng lớn, không giống như mấy kẻ nào đó lòng dạ hẹp hòi, không bao dung nổi cho người khác. Không ít ông lớn Võ Tông trong đám người đồng loạt châm biếm chế nhạo Tiêu Chính Văn, dẫu sao trước khi Thiên Minh Tử trở về thì bọn họ đều từng ăn hành của Tiêu Chính Văn. Thậm chí không ít tông môn còn vì chèn ép người dân Hoa Quốc mà bị Tiêu Chính Văn hỏi tội. Đặc biệt là vào một lần gần đây, bọn họ còn bị Tiêu Chính Văn bức ép khai chiến với Vi Hào, mặc dù cuối cùng Hoa Quốc giành thắng lợi, thế nhưng bọn họ cũng phải trả một cái giá rất đau đớn. Điều khiến bọn họ không thể chịu đựng được nhất chính là gần như tất cả nhân dân Hoa Quốc đều quy hết công trạng của trận chiến này lên trên người Tiêu Chính Văn, ngay cả chiến lợi phẩm cuối cùng cũng bị Tiêu Chính Văn cướp đi mất một nửa. Tiền bối Thiên Minh Tử, chúng ta vẫn nên vào trước đi, thêm lúc nữa thì đồ ăn sẽ nguội hết mất. Ông Tần nói rồi tiến lên trước làm động tác tay tỏ ý mời. Lúc này Thiên Minh Tử mới gật đầu dẫn mọi người bước thẳng vào trong đại sảnh khách sạn Vạn Long. Rất nhiều người tới xem trò vui cũng đi theo đoàn người của Võ Tông cùng tiến vào trong khách sạn Vạn Long. Khách sạn này đã được Khương Vi Nhan cải tạo nhiều lần,
đại sảnh tầng 1 thậm chí có thể chứa được cả chục nghìn người. Hơn nữa, phòng tiệc trên tầng 2 và tầng 3 đều rất rộng, dù có tổ chức tiệc rượu lên tới mấy nghìn người tham gia thì cũng chẳng hề chật chội chút nào. Lúc này, Thiên Minh Tử ngồi ngay chính giữa đại sảnh tầng 1, đối diện với vô số ống kính máy quay, xung quanh đông lúc nhúc những ông lớn võ tông tới để nịnh bợ ông ta, trên mặt ông ta chỉ có một vẻ cực kỳ đắc ý. Chẳng bao lâu sau, Khổng Thiên Thu đã bước nhanh tới trước mặt Thiên Minh Tử, nhỏ tiếng nói, tiền bối Thiên Minh Tử, tôi đã liên hệ với Tiêu Chính Văn rồi, thế nhưng thuộc hạ của Tiêu Chính Văn lại nói Tiêu Chính Văn bận rộn nhiều việc nên không thể tới được. Ừ, chắc là cậu Tiêu cũng cảm thấy không có mặt mũi gì nữa rồi, không sao, chúng ta tiếp tục. Thiên Minh Tử chậm rãi lên tiếng. Hừ, về chuyện này thì Tiêu Chính Văn cậu ta còn mặt mũi gì nữa? Người hống hách muốn đánh là cậu ta. Đến lúc đánh thật thì người lùi đi nhanh nhất cũng là cậu ta. Loại người này rõ ràng quá nực cười. Ông Tần đứng trong đám người nhếch miệng lạnh lùng nói. Ông Tần, những lời này của ông nói có hơi quá rồi. Cậu Tiêu cậu ta, ông Tần vừa nói ra mấy lời kia, Sở Hồng Thiên đã không còn ngồi yên nghe tiếp được nữa. Thật ra từ trong nội tâm mà nói thì ngay từ lúc mới bắt đầu Sở Hồng Thiên quả thực ngập tràn ý thù địch với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng từ sau khi tiêu diệt sạch sẽ giới võ thuật Vi Hào thì cách nhìn của Sở Hồng Thiên về Tiêu Chính Văn đã quay ngoắt 180 độ. Đặc biệt là người ở cái tuổi này như ông ta thì còn hận giới võ thuật Vi Hào tới nghiến răng nghiến lợi, hành động của Tiêu Chính Văn chẳng khác gì giúp thế hệ những người như Sở Hồng Thiên báo thù cả. Vậy nên sau khi nghe thấy mấy lời này của ông Tần thì Sở Hồng Thiên là người đầu tiên đứng ra. Nói thật nếu như không có viện trưởng mấy viện khác của Thiên Sơn đích thân tới tham gia thì Sở Hồng Thiên căn bản không hề muốn tham gia buổi tiệc này. To gan, Thiên Minh Tử khi trước còn tươi cười ngồi trên sofa, lúc này đột nhiên trầm mặt lại, gầm lên quát tháo với giọng điệu lạnh lùng. Sở Hồng Thiên thấy trong mắt Thiên Minh Tử lóe lên rất rõ một tia sáng sắc lạnh thì không khỏi rụt cổ lại, trong lòng thầm thốt lên không ổn rồi. Nói thế nào thì ông Tần cũng là một tiền bối đức cao vọng trọng. Sao ông có thể vô lễ như thế, cãi vã với ông Tần ngay trước mặt nhiều người như vậy? Thiên Minh Tử càng nói thì giọng điệu càng trở nên lạnh lùng. Sở Hồng Thiên vội vàng cười lấp liếm giải thích, tiền bối, thật ra tôi không hề có ý gì khác, chỉ là muốn nói trước đây Tiêu Chính Văn cũng đã làm không ít chuyện cho Hoa Quốc, giờ ta rèm pha như vậy thì dường như không, bốp. Không đợi Sở Hồng Thiên nói xong, Thiên Minh Tử lập tức rũ bỏ hình tượng nho nhã ban nãy. Vung tay giáng ngay một cái tát lên trên mặt Sở Hồng Thiên từ phía xa. Ý của ông là Tiêu Chính Văn từng làm chút chuyện nhỏ cho Hoa Quốc là có thể thích làm gì thì làm rồi đúng không? Tiền bối Tần đích thân tới mời cậu ta đã là nể mặt cậu ta lắm rồi. Thân là một hậu bối mà lại bất kính với tiền bối như vậy, đây chính là biểu hiện của việc không có quy tắc, không được giáo dục. Có phải ông cũng muốn học theo cậu ta hay không? Thiên Minh Tử vừa nói dứt câu. Tính chất của chuyện này đã hoàn toàn biến đổi, dù Sở Hồng Thiên gan to bằng trời thì cũng không dám tiếp lời câu nói này của ông ta. Không không không, tiền bối Thiên Minh Tử, ông thật sự đã hiểu lầm tôi rồi, tôi, đều là lỗi của tôi, đều trách cái miệng này của tôi. Sở Hồng Thiên thẳng tay tát mạnh hai cái lên trên chính mặt mình ngay trước mắt mọi người. Thiên Minh Tử lạnh lùng liếc nhìn Sở Hồng Thiên, nói còn không mau xin lỗi tiền bối Tần đi. Sở Hồng Thiên cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ và khiếp sợ trong lòng, đi tới trước mặt ông Tần, nói tiền bối Tần, ban nãy đều là do tôi ăn nói không đúng, vẫn mong ông đại nhân đại lượng. Ông Tần lạnh lùng cười nói, bỏ đi, nếu tiền bối Thiên Minh Tử đã lên tiếng rồi thì chuyện này cũng coi như thôi. Có điều, ông phải nhớ kỹ vào cho tôi, ông là người của Thiên Sơn chứ không phải là Long Tôn của Điện Thần Long. Những lời này của ông ta cực kỳ có tính sỉ nhục. Rõ ràng đang so sánh Sở Hồng Thiên giống như một con chó đi bên cạnh Tiêu Chính Văn. Nếu đổi là khi trước thì Sở Hồng Thiên đã cho ông ta ăn tát từ lâu, thế nhưng ở trước mặt Thiên Minh Tử, ông ta cũng chỉ có thể âm thầm tức tối và không ngừng gật đầu. Tiền bối Thiên Minh Tử, thật ra chuyện này cũng không thể trách ông Sở, khi trước năm đại danh Sơn chúng tôi đều bị Tiêu Chính Văn ức hiếp. Hoa Sơn và Hằng Sơn lần lượt bị san phẳng. Đặc biệt là dòng chảy lưu truyền của Hằng Sơn thì cũng bị nhát kiếm của Tiêu Chính Văn chém đứt, chắc hẳn phần nhiều cũng là do ông Sở lo sợ sau này Tiêu Chính Văn sẽ tính sổ với ông ấy. Khổng Thiên Thu tiến lên trước một bước nói với Thiên Minh Tử. Đúng thế, không lâu trước đây, Tiêu Chính Văn còn xúi dục võ tông chúng tôi gây mâu thuẫn với người dân bình thường,
càng đáng hận hơn là cậu ta còn lợi dụng truyền thông để bôi nhọ cả võ tông chúng tôi. Vậy nên hiện tại có rất nhiều người dân không hiểu chân tướng đều cho rằng người của võ tông chúng tôi vô duyên vô cớ chèn ép bọn họ, thế nhưng chúng tôi thì chưa từng làm gì hết. Nếu như ngày hôm nay không có ông kiểm chứng cho võ tông chúng tôi, e rằng cả đời này chúng tôi cũng chẳng thể rửa sạch nỗi oan này. Lạc Trường Sinh cũng lên tiếng than thở. Thiên Minh Tử khẽ gật đầu nói, các vị, Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi trước nay vẫn luôn lấy lý lẽ để thu phục người khác. Hơn nữa, đề cao công lý chính nghĩa cũng là trách nhiệm của mỗi một đệ tử chính thống của Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi. Kể từ ngày hôm nay, võ tông chúng ta và người dân bình thường của Hoa Quốc đều nên đối xử bình đẳng với nhau, không nên có bất kỳ bên nào bị đối xử khác biệt. Lấy tiền lệ của Hoa Quốc, có công được thưởng, có lỗi bị phạt. Thế nhưng với những người có công lao thì lẽ ra phải nhận được một số đãi ngộ đặc biệt. Vừa nghe thấy lời này, mọi người trong võ tông đều lập tức hiểu ra dụng ý của Thiên Minh Tử. Bề ngoài ông ta giống như đang nói người dân bình thường cũng giống như người trong võ tông, nên nhận được sự tôn trọng và bảo vệ. Thế nhưng thực ra lại dùng hai chữ tiền lệ để phá bỏ pháp luật của Hoa Quốc. Cũng là đang tìm đường để cho võ tông hoặc là bản thân ông ta đạt được nhiều đặc quyền hơn. Tiền bối Thiên Minh Tử, ông thật đúng là đại nhân đại nghĩa có tấm lòng rộng mở. Loại tiểu bối giống như Tiêu Chính Văn lại dám không thể nể mặt ông, thế nhưng ông thì sao? Ông lại không hề để bụng mà tha thứ cho cậu ta luôn rồi. Không chỉ là những người làm kinh doanh giống như chúng tôi, nhân dân cả nước đều nên xem ông như là một tấm gương. Lâm Đàm Tân bốc với vẻ mặt vô cùng sùng kính. Vào lúc Thiên Minh Tử đang hết sức đắc ý, Khổng Thiên Thu lại tiến lên trước một bước. Nói với Thiên Minh Tử, tiền bối Thiên Minh Tử, có chuyện này tôi để trong lòng đã lâu lắm rồi. Thằng danh Tiêu Chính Văn kia rõ ràng coi trời bằng vung, vào mấy ngày trước lại còn sỉ nhục thế tử nhà họ Ngụy Ngụy Nguyên Cát ngay trước đám đông, lại còn xúi dục thuộc hạ tát tiền bối Ngụy nữa. Ồ, thật sự có chuyện này sao? Thiên Minh Tử khẽ gật đầu, hơi trầm tư nói, mặc dù Tiêu Chính Văn là một tiền bối nhưng cũng từng làm không ít chuyện cho Hoa Quốc. Thế này đi. Chọn ra một hôm nào đấy bảo Tiêu Chính Văn dập đầu lại Ngụy Nguyên Cát ba cái coi như nhận tội, mọi người đều là người Hoa Quốc, nên đoàn kết đối ngoại mới đúng. Nghe Thiên Minh Tử nói vậy, đám người võ tông liền vỗ tay tán thưởng. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự dập đầu xin lỗi Ngụy Nguyên Cát thì không chỉ Tiêu Chính Văn mất mặt, mà sau này bọn họ đều có thể cưỡi lên đầu Tiêu Chính Văn. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, đám người võ tông vô cùng hào hứng. Vì vậy, trong bữa tiệc, mọi người lần lượt nâng ly kính Thiên Minh Tử cũng cư xử dễ gần, không hề khách khí. Ngay cả một người bình thường như Lâm Đàm đến kính rượu, Thiên Minh Tử cũng đứng lên chào hỏi, đối xử lịch sự hơn với Lâm Đàm. Lâm Đàm cầm ly rượu, cảm thán nói, đây mới là phong phái của nhân vật lớn, không giống như tên Tiêu Chính Văn ngông cuồng ngạo mạn kia, ngày thường không coi chúng tôi ra gì. Trước đây Lâm Đàm đã đích thân đến chào hỏi Tiêu Chính Văn. Nhưng chuyện đó lại là lịch sử đen tối đối với Lâm Đàm. Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ việc Lâm Đàm công khai kêu gọi, nên để Vi Hào xây dựng trường học ở Hoa Quốc, hơn nữa Hoa Quốc cũng không nên can thiệp vào trường tư của người ta. Ông ta còn gọi một cách hoa mỹ đây là tinh thần khế ước. Lời nói của ông ta lập tức bị mọi người trong Hoa Quốc mắng chửi. Nếu ông ta là một thương nhân bình thường thì không sao, mấu chốt là Lâm Đàm còn là ông trùm truyền thông hàng đầu của Hoa Quốc. Dựa vào thế lực của mình, Lâm Đàm không chỉ điên cuồng trấn áp tiếng phản đối, mà còn bí mật phái người đi ám sát vài người chính nghĩa. Sau khi Tiêu Chính Văn biết được tin này, anh đã bảo Hắc Băng Đài ra tay xử lý. Ngay khi Lâm Đàm nghe tin Hắc Băng Đài muốn xử lý ông ta đã chạy đến chỗ Tiêu Chính Văn để giả vờ đáng thương. Bởi vì lúc đó Tiêu Chính Văn đang vội đi Âu Lục, cho nên mới không hỏi lại chuyện này, Lâm Đàm cũng thoát một mạng. Ở phía bên kia, trong phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn Vạn Long, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đang ngồi đối diện với Chu Trấn Long. Khương Vi Nhan đích thân đứng lên, rót một tách trà cho Chu Trấn Long, ông Chu, mời dùng trà. Chu Trấn Long vội vàng đứng dậy, hai tay cầm tách trà, nịnh nọt nói Tiêu phu nhân khách khí quá. Không ngờ cô không chỉ xinh đẹp mà còn dễ gần như vậy. Không dám, ông Chu, mời ngồi. Khương Vi Nhan nói xong rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng cười nói với Chu Trấn Long, chuyện ngày hôm nay vất vả cho ông Chu rồi, ông hãy thay tôi gửi lời cảm ơn đến gia chủ nhà họ Chu.
Chu Trấn Long gật đầu nói, cậu Tiêu, đây là việc chúng tôi nên làm. Nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao cậu Tiêu lại để Thiên Minh Tử ra mặt như vậy? Gia chủ vốn có ý để cậu Tiêu đích thân ra tay đánh bại cao thủ huyết tộc. Thực ra trong lòng Chu Trấn Long cũng không phục, Thiên Minh Tử là cái thá gì chứ? Nếu so về thực lực thì Chu Trấn Long nhường ông ta hai tay cũng có thể đánh bại ông ta. Mỗi khi nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi của Thiên Minh Tử, Chu Trấn Long hận đến mức không thể xé xác ông ta thành trăm mảnh. Thực ra lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng những lời nói của ông Chu tối qua đã khiến tôi từ bỏ ý nghĩ này. Ồ, Chu Trấn Long ngạc nhiên, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó hiểu, ông ta chưa từng khuyên Tiêu Chính Văn điều gì. Dù là Thiên Minh Tử hay là Thiên Cung Bắc Cực thì đều là thế lực nhà họ Khổng, nói cách khác, đây là cuộc chiến giữa Nho Gia và Pháp Gia. Nếu đã vậy thì không thể xem nhẹ được. Hơn nữa, Thiên Minh Tử và Ngụy Nguyên Cát năm lần bảy lượt làm náo loạn Hoa Quốc, sao bản soái có thể dễ dàng tha cho bọn họ được? Tôi đã không màng đến danh sợ ở giới thế tục từ lâu rồi. Nếu không, với thực lực của tập đoàn Vi Nhan, chúng tôi sớm đã đứng đầu Hoa Quốc rồi, thậm chí là giàu nhất thế giới. Nhưng dù sao tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, có nước mới có nhà mới có mọi người, mới có trăm triệu người dân Hoa Quốc. Đám người bọn họ sinh ra ở Hoa Quốc, được nhà nước nuôi dạy, nhưng vì lợi ích cá nhân mà phá rối tình hình chính trị và pháp luật của đất nước, đúng là chết cũng không hết tội. Giọng nói của Tiêu Chính Văn càng ngày càng lạnh, trong mắt hiện lên tia sát khí. Dù là Ngụy Nguyên Cát hay Thiên Minh Tử, mục tiêu chính của bọn họ đều là vì quyền lợi của Hoa Quốc. Thực chất, bọn họ chỉ là chó tay sai của Thiên Đạo Minh Ước mà thôi. Bọn họ vì một chút lợi ích vụn vặt Thiên Đạo Minh Ước ban cho, mà không màng đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, cam tâm tình nguyện trở thành chó tay sai của Thiên Đạo Minh Ước. Sao Tiêu Chính Văn có thể để loại người này sống lâu được? Nếu đã vậy thì cậu Tiêu càng nên đích thân ra tay, thay vì giao phần thắng vào tay kẻ khác. Chu Trấn Long cau mày nói. Không, hành động lần này của Thiên Minh Tử còn có mục đích khác. Tiêu Chính Văn lắc nhẹ ngón tay và chế nhạo. Mục đích gì? Chu Trấn Long bối rối hỏi. Nguyên lực, Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi rồi nói, Khổng Tuyên không chiếm được vận khí Âu Lục, nếu muốn bù đắp thì cách tốt nhất là lấy được nguyên lực của người dân Hoa Quốc. Nếu ông ta đã muốn có được nguyên lực, vậy thì tôi sẽ khiến ông ta không có được một tia nguyên lực nào cả. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Lúc này Chu Trấn Long mới nhận ra, cậu Tiêu quả nhiên cao minh, càng trấn áp trước thì bọn họ càng thua thảm hại. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó cau mày nói, chỉ là, điều nằm ngoài dự liệu của tôi là trong huyết tộc cũng có cao thủ. Đối phương phối hợp với chúng ta như vậy, rõ ràng là muốn hai bên chúng ta cá chết lưới rách, còn huyết tộc ngồi yên thu lợi. Thủ đoạn vô cùng xảo quyệt. Cậu Tiêu, cậu không cần lo về huyết tộc. Bây giờ không chỉ có Thiên Đạo Minh Ước bị khống chế, mà ngay cả huyết tộc cũng sứt đầu mẻ trán, bây giờ bọn họ đang ngoài mạnh trong yếu. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì huyết tộc sẽ không đủ sức lực nữa. Chu Trấn Long vừa cười vừa uống trà. Lúc trước ông nói nhà họ Chu và huyết tộc cũng có giao tình sâu nặng. Tiêu Chính Văn đột nhiên hỏi. Chu Trấn Long gật đầu nói, đúng vậy, nhà họ Chu ngay từ đầu đã có quan hệ tốt với huyết tộc. Thực ra huyết tộc cũng không phải là tấm thép lớn. Như cậu Tiêu đã nói, Nho Gia và Pháp Gia đã đấu đá nhau mấy chục nghìn năm rồi. Trong huyết tộc cũng chia thành hai phe, giống như bất hòa chính trị trong thế tục, huyết tộc cũng vậy. Hai phía bọn họ đều muốn tiêu diệt đối phương, cho nên cần trợ giúp bên ngoài. Vì vậy tình hình ở vùng ngoài lãnh thổ càng thêm hỗn loạn. Mọi người đều phải dựa vào nhau. Thực ra nhà họ Lục nhà một trong những gia tộc có giao tình tốt với nhà họ Chu, chỉ là Lục Tiểu Thiến còn quá trẻ, nên vẫn chưa biết nhiều bí mật của nhà họ Lục. Lần này có thể xếp Chu Trấn Long đứng bên phía huyết tộc, nhà họ Lục mới thực sự là phía có thế lực lớn, hơn nữa nhà họ Lục giống quả thực giống như Tiêu Chính Văn nghĩ, ngay từ đầu đã có suy nghĩ ngư ông đắc lợi. Dù sao khi hai thế lực lớn cạnh tranh, người được lợi nhất thường là người đứng ngoài cuộc. Tiêu Chính Văn nghe vậy khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, thì ra là vậy, xem ra huyết tộc muốn thu lợi nhất. Nhưng đáng tiếc là chỉ cần bản soái ở đây thì bọn họ đừng hòng được như mong muốn. Chớp mắt đã là 10 giờ tối, tiệc ăn mừng bên phía Thiên Minh Tử đã kết thúc. Khổng Thiên Thu thấy Thiên Minh Tử có vẻ mệt mỏi, nên nói với nhân viên phục vụ ở cửa, đi gọi quản lý đến đây thanh toán.
Vốn dĩ bữa tiệc ăn mừng này là ý kiến nhất thời của mọi người, không nói rõ là ai thanh toán, hành động này của Khổng Thiên Thu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ông trùm kinh doanh giữa những người bình thường như Lâm Đàm lại càng muốn thử sức, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội lấy lòng Thiên Minh Tử. Những người có địa vị cao đương nhiên biết rõ ngày tháng sau này, Hoa Quốc sẽ là thiên hạ của Thiên Minh Tử. Ai lấy được lòng Thiên Minh Tử, tương đương với việc nhận được một vé vào cổng của sự giàu có. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest bước tới trước mặt Khổng Thiên Thu, xin chào, tổng đơn của các ông là 34 triệu tệ. Nghe thấy con số này, không ít người thầm chậc lưỡi, nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý vì chỉ riêng phía Võ Tông đã có hàng nghìn người, cộng thêm những nhân vật lớn trong giới thế tục, tổng số người ít nhất cũng hơn 10.000 người. Trong một khách sạn cao cấp như vậy, mức tiêu thụ bình quân đầu người là hơn 3.000 tệ, đây đã là mức tiêu dùng dân sự. Lâm Đàm lấy thẻ ngân hàng ra chuẩn bị thanh toán thì ông Tần đứng bên cạnh nháy mắt với Khổng Thiên Thu. Khổng Thiên Thu lập tức hiểu ý nói với quản lý, cậu là quản lý ở đây à? Quản lý gật đầu nói, vâng, ông còn có căn dặn gì sao? Căn dặn thì không dám, cậu xem bữa tiệc hôm nay chúng tôi mời được tiền bối Thiên Minh Tử, có lẽ cậu cũng biết về sự tích tiền bối Thiên Minh Tử đánh thắng huyết tộc trên Hoa Sơn. Có thể bảo ông chủ của các cậu thể hiện thành ý, bữa cơm hôm nay coi như ông chủ khách sạn này mời tiền bối Thiên Minh Tử được không? Khổng Thiên Thu vừa nói thế ngay cả quản lý cũng sửng sốt. Bảo ông chủ của họ mời khách hư, cả Hoa Quốc, người dám nói những lời này còn chưa ra đời đâu. Cậu còn ngây ra đó làm gì? Đây là cơ hội tốt để ông chủ của các cậu thể hiện. Đúng đấy, nếu không nhờ tiền bối Thiên Minh Tử giúp thì khách sạn này của các cậu có thể đã bị huyết tộc chiếm đóng rồi, bảo ông chủ mời khách một hôm đã là cho cậu ta cơ hội đến. Phải đó. Chúng ta đến nhiều người như thế đều là để chúc mừng cho tiền bối Thiên Minh Tử, ông chủ của các cậu cũng chẳng thèm lộ mặt, bảo cậu ta mời một bữa chắc không quá đáng đâu. Quản lý nhìn đám người ở đó, sắc mặt khó coi cắn răng. Dĩ nhiên anh ta biết người trước mặt này là ai, càng biết rõ đám người này không phải là người anh ta có thể đắc tội. Chỉ đành miễn cưỡng cười nói, các vị, tôi phải báo việc này với chủ tịch của chúng tôi, xin các vị đợi một lát. Nói rồi quản lý vội vàng xoay người đi vào văn phòng trên tầng cao nhất. Sau khi quản lý đi khỏi, các ông lớn trong giới kinh doanh Long Kinh bước đến nhỏ giọng nói, nơi này là tài sản của tập đoàn Vi Nhan đó. Mặc dù giọng người kia không lớn nhưng nghe thấy bốn chữ tập đoàn Vi Nhan, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc. Một hai năm gần đây cũng không có ai dám làm loạn ở khách sạn dưới trướng của tập đoàn Vi Nhan chứ đừng nói là quay ngược lại 5 năm. Hừ! Tập đoàn Vi Nhan thì có làm sao? Một ông lão tóc bạc Võ Tông vuốt râu không cho là đúng nói. Không thế nào cả, nhưng chủ tịch tập đoàn Vi Nhan là Khương Vi Nhan, vợ của Tiêu Chính Văn. Lúc này không biết là ai lên tiếng nói. Nghe thế, ông lão vừa nói lúc nãy không khỏi hít khí lạnh, vội lui vào trong đám đông. Đừng nói là tài sản của vợ Tiêu Chính Văn, dù có là khách sạn của Tiêu Chính Văn thì thế nào? Đúng thế. Nếu hôm nay không nhờ tiền bối Thiên Minh Tử ra mặt thì Tiêu Chính Văn còn mạng không? Nói có lý lắm, hôm nay tiền bối Thiên Minh Tử đã đánh bại ba cao thủ huyết tộc, dù có Tiêu Chính Văn ở đây cũng phải mời tiền bối Thiên Minh Tử. Chỉ thoáng chốc mọi người trong sảnh lớn đều nhao nhao nói. Lúc này quản lý đó đã đến phòng họp tầng cao nhất, đẩy cửa ra đã thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đang tiếp khách, anh ta không dám bước đến mà nháy mắt ra hiệu cho Khương Vi Nhan. Thấy quản lý có điều muốn nói, Khương Vi Nhan bèn nói với Tiêu Chính Văn, chồng à, em có chút việc phải đi giải quyết, mọi người cứ nói chuyện trước, em đi rồi quay lại sau. Nói rồi Khương Vi Nhan dẫn quản lý đến hành lang nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Sếp Khương, bên dưới có một nhóm khách, họ nói muốn cô mời một bữa, thật ra là muốn ăn quỵt. Sắc mặt quản lý hơi khó coi nói. Hả, Khương Vi Nhan không khỏi nhíu mày nói. Khách thế nào, dẫn tôi đi xem thử. Từ khi Vạn Long đi vào hoạt động đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Khương Vi Nhan biết tính tình Tiêu Chính Văn nên cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chỉ cần đối phương đừng quá đáng thì dù chỉ thu về giá vốn cũng có thể để họ rời đi. Nên cô mới đi theo quản lý xuống sảnh lớn tầng 1. Cửa thang máy mở ra, Khương Vi Nhan bước ra khỏi thang máy sau quản lý, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh.
không ít các ông lớn võ tông đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vì họ nghĩ Khương Vi Nhan chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, mặc dù Tiêu Chính Văn danh tiếng lừng lẫy nhưng Khương Vi Nhan lại không được họ xem trọng. Cho đến khi nhìn thấy Khương Vi Nhan, họ mới thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2, người ở đó có thể so sánh cấp bậc với Khương Vi Nhan có lẽ cũng chỉ có một mình Thiên Minh Tử. Khương Vi Nhan sải bước đến trước mặt đám người Thiên Minh Tử, mỉm cười nói, chào mọi người, tôi là chủ của khách sạn này, xin hỏi các vị có gì cần tôi giúp không? Sở dĩ cô không nhắc đến mấy yêu cầu của Khổng Thiên Thu là muốn cho đối phương một bậc thang đi xuống, phòng trường hợp cả hai bên đều cảm thấy khó xử. Nhưng cô vừa dứt lời, Lâm Đàm nhíu mày nói, xếp Khương, cô nói thế là không lịch sự rồi đấy. Nghe ông ta nói thế Khương Vi Nhan nhíu mày nói, ồ. Xếp Lâm nói thế là sao? Lâm Đàm chắp hai tay sau lưng, chỉ vào ông Tần và Khổng Thiên Thu nói, hai vị họ đều là lão làng của năm đại danh sơn. Còn người ở giữa chính là anh hùng của Hoa Quốc hôm nay đã đánh bại huyết tộc, tiền bối Thiên Minh Tử. Cô là chủ tập đoàn Vi Nhan, sao còn không gọi một tiếng tiền bối? Thật xin lỗi, tôi chỉ là một doanh nhân hợp pháp, không phải người trong võ thuật, tôi chỉ đến đây giải quyết vấn đề với thân phận là chủ khách sạn, lẽ nào lời nói của tôi có gì không ổn sao? Khương Vi Nhan vẫn mỉm cười từ tốn nói. Sao cô có thể nói như thế? Tiền bối Thiên Minh Tử, ông ta còn chưa nói hết câu, Khương Vi Nhan đã ngắt lời, xếp Lâm, xin hỏi ông có thể làm chủ được cho bọn họ sao? Vừa nghe nói thế, khuôn mặt già của Lâm Đàm đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hung hăng trợn mắt nhìn Khương Vi Nhan. Ông ta không dám tiếp lời câu này, đừng nói đến làm chủ, ông ta chẳng có tư cách làm con chó sai vặt cho người ta nữa kìa. Quả nhiên là người phụ nữ của Tiêu Chính Văn, miệng mồm đanh đá lắm. Khổng Thiên Thu nhe răng, mặt mày sa sầm lại, môi nhếch lên, chậm rãi đứng dậy. Ông ta chắp hai tay ra sau lưng, đi vòng quanh trước mặt Khương Vi Nhan mấy vòng mới không khách sáo nói, hôm nay chúng tôi muốn tổ chức tiệc mừng cho tiền bối Thiên Minh Tử ở khách sạn của các cô. Mọi người chỉ là muốn mọi thứ suôn sẻ nên muốn cho cô một cơ hội thể hiện, bữa tiệc hôm nay dù khách sạn các cô có mời tiền bối Thiên Minh Tử, cô có ý kiến gì sao? Thật xin lỗi. Khách sạn chúng tôi thu lợi rất ít nên không thể miễn phí, mong các vị thanh toán theo hóa đơn. Khương Vi Nhan mỉm cười nói. Gì cơ, nghe cô nói thế, ông Tần đập bàn đứng dậy, chỉ vào Khương Vi Nhan nói với mọi người đã nhìn thấy rồi chứ. Tiêu Chính Văn không chịu giúp Hoa Sơn cũng đã đành, bây giờ bảo họ mời khách một bữa, họ cứ đưa đẩy từ chối. Đúng thế, tiền bối Thiên Minh Tử đã chiến đấu vì Hoa Quốc. Chỉ bảo các cô mời khách thì có gì to tát chứ? Đúng vậy, tiền bối Thiên Minh Tử vất vả cống hiến, huống gì cô còn là vợ của vua Bắc Lương, dĩ nhiên phải tạo điều kiện cho mọi người chứ. Mấy ông lớn trong giới kinh doanh ở Long Kinh bên cạnh cũng hùa theo. Ồ, ý ông là vì cống hiến cho Hoa Quốc mà được ăn uống miễn phí, có đặc quyền ở Hoa Quốc sao? Chồng tôi cũng từng tắm máu vì Hoa Quốc đấy. Nhưng cả nhà tôi chưa từng lấy một đồng một xu nào của người dân. Cô vừa nói thế, ngay cả Thiên Minh Tử cũng đối sắc. Cô dám bôi nhỏ tiền bối Thiên Minh Tử. Ông Tần như chó bị giẫm phải đuôi, mặt mày sa sầm lại, trong mắt hiện lên tia sáng như sát khí. Nhưng Khương Vi Nhan lại chẳng hề có cảm xúc gì với ông ta, người như ông Tần thì Khương Vi Nhan chỉ cần giơ tay lên là có thể giết chết ông ta rồi. Còn Thiên Minh Tử, chỉ cần ông ta dám ra tay, thậm chí không còn Tiêu Chính Văn lộ diện, Chu Trấn Long cũng có thể tiến ông ta về lại trong bụng mẹ bất cứ lúc nào. Thật ra tiền bối Thiên Minh Tử chưa từng nói các cô mời khách, cô cũng thấy rồi đấy, ở đây không biết có bao nhiêu ông lớn trong giới kinh doanh Long Kinh, họ đều đang xếp hàng đợi. So sánh ra thì Khổng Thiên Thu bỏ xa ông Tần mấy con phố, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã hóa giải nguy cơ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ý của sếp Khương có phải là không xem tiền bối Thiên Minh Tử ra gì không, hay nói cách khác có ý muốn đối địch với tiền bối Thiên Minh Tử? Đúng lúc này, Lạc Trường Sinh cũng bước ra khỏi đám người. Lời nói của gã khiến sảnh lớn lập tức nổ ra một trận cãi vã, có những lời chỉ trích Khương Vi Nhan không biết đối nhân xử thế, bất kính với tiền bối V.V. Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, vừa muốn cãi lại thì đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng bước ra khỏi thang máy. Vừa rồi còn có người lớn tiếng trong sảnh lớn lập tức im bặt.
Tất cả mọi người đều ngừng thở, ánh mắt rời sang nhìn Tiêu Chính Văn. Bóng cây vạn người mê, lúc này mọi tin đồn về Tiêu Chính Văn đều chỉ là tin đồn mà thôi. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chưa từng bị ai đánh bại, hơn nữa trước giờ đã để lại uy danh chém giết rất quyết đoán. Nếu nói họ không sợ Tiêu Chính Văn thì ngay cả bản thân họ cũng không tin. Ăn quyệt đến chỗ tôi luôn rồi à? Giọng Tiêu Chính Văn cực kỳ lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Anh Tiêu, anh hiểu lầm rồi. Khổng Thiên Thu vội vàng tiến về phía trước giải thích với Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không quan tâm tới hắn, đi thẳng đến chỗ Khương Vi Nhan, vỗ vỗ vai cô nói, Vi Nhan, chuyện ở đây cứ giao cho anh, em lên lầu nghỉ ngơi đi. Khương Vi Nhan có chút cảm thông liếc nhìn đám người Khổng Thiên Thu, gật đầu với Tiêu Chính Văn, không nói thêm gì mà quay người đi thẳng vào thang máy. Thế nào gọi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đám người Khổng Thiên Thu chính là một sự giải thích hoàn hảo cho câu nói này. Anh là, sau khi Khương Vi Nhan rời đi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Khổng Thiên Thu rồi trầm giọng hỏi. Tôi là đại diện nhà họ Khổng phái tới giới thế tộc, tôi tên là Khổng Thiên Thu. Khổng Thiên Thu nói, kéo ghế định ngồi xuống, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đứng lên. Khổng Thiên Thu sững người lại, sau đó lúng túng cười gượng, đang ngồi giữa chừng lại phải đứng dậy. Cười nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, thật ra hôm nay chúng tôi vì tiền bối Thiên Minh Tử, nói cách khác các anh vừa muốn mời khách, vừa không muốn mất tiền, nên muốn ăn quỵt một bữa ở chỗ tôi, đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh giọng hỏi. Cậu Tiêu, cậu nói hơi quá lời rồi, thật ra chúng tôi chỉ là vào chung vui, dù sao tiền bối Thiên Minh Tử cũng đã có công lớn với Hoa Quốc, nên là thân làm ông chủ khách sạn, miễn phí một bữa cũng là chuyện thường tình. Ông Tần không vui nói. Vậy nếu không miễn phí thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lại. Vừa dứt lời, Khổng Thiên Thu không khỏi nhíu mày, mọi người có mặt cũng đồng loạt cau mày lại. Đặc biệt là sắc mặt của Khổng Thiên Thu và ông Tần lập tức đỏ bừng, giống như hai cái mông khỉ vậy. Ban đầu hai người là người gọi đồ nhiều nhất, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ đúng lý hợp tình. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại hoàn toàn không thuận theo ý bọn họ, còn đập cho bọn họ một gậy. Tuy cả hai đều là đại diện cho một thế lực nhưng điều kiện kinh tế lại vô cùng có hạn. Đừng nói bảo bọn họ bỏ ra mấy chục triệu, đến cả mấy trăm nghìn bọn họ cũng không có. Nhưng điều khiến cho Khổng Thiên Thu và ông Tần an tâm là thực lực của Tiêu Chính Văn nhìn có vẻ còn yếu hơn Khương Vi Nhan rất nhiều, thậm chí đến cả cảnh giới nhân vương cấp 1 cũng có chút không ổn định. Chẳng trách hôm nay Tiêu Chính Văn còn không dám lộ mặt, thậm chí còn cố ý kéo dài thời gian đi trên đường. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Khổng Thiên Thu đột nhiên trầm xuống. Tuy chỉ là người phát ngôn nhà họ Khổng, nhưng hắn cũng là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2. Nếu Tiêu Chính Văn đã không chịu nể mặt, mở miệng ra nói câu nào như đánh vào mặt bọn họ câu đó thì Khổng Thiên Thu đương nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Tiêu Chính Văn, thật ra, trước khi đến Long Kinh chúng tôi đều đã biết khách sạn Vạn Long là sản nghiệp của tập đoàn Vi Nhan. Nhưng chúng tôi vẫn chọn tổ chức tiệc ăn mừng ở đây. Chính là muốn cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội. Trước đây, anh không ngừng rêu rao ầm ĩ là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với huyết tộc, mà trận chiến Hoa Sơn ngày hôm nay anh lại trốn xa như vậy. Nếu không phải có tiền bối Thiên Minh Tử cố gắng xoay chuyển tình thế, anh có biết bây giờ Hoa Quốc sẽ có kết cục như thế nào không? Anh có biết nếu không có tiền bối Thiên Minh Tử thay anh ra trận thì bây giờ có bao nhiêu người dân Hoa Quốc phơi thây đầu đường xó chợ? Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Các ông lớn trong giới thương gia ở đây có ai không muốn vì vậy mời tiền bối Thiên Minh Tử ăn một bữa cơm chứ? Khổng Thiên Thu chỉ vào những người xung quanh nói. Vào lúc này, cư dân mạng đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trên mạng cũng đồng loạt chỉ trích Tiêu Chính Văn. Xem ra trước đây tôi thực sự đánh giá cao vua Bắc Lương rồi, giữ khư khư cái gia tài bạc tỷ thì được gì, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, cho dù anh mời thì thế nào? Không lẽ có thể mất đi một miếng thịt à? Đúng vậy, nếu không có tiền bối Thiên Minh Tử thì hôm nay toàn bộ Hoa Quốc đã bị chìm trong khói lửa rồi. Hừ, chỉ biết mang vợ đi du lịch khắp nơi, gây ra chuyện rồi không gánh chút trách nhiệm nào, vua Bắc Lương như vậy chúng tôi không có cũng được. Phương Dĩnh cúi đầu đọc bình luận trên mạng, rồi đưa cho Lâm Đàm xem. Sau khi Lâm Đàm nhìn lướt qua những bình luận trên mạng, ông ta lạnh lùng cười khẩy, xem ra Tiêu Chính Văn bị tiêu diệt nhanh hơn ông ta tưởng rất nhiều. Tất cả đều trách Tiêu Chính Văn không biết trước sau,
đã đến nước này rồi mà vẫn còn tranh chấp với đám người Khổng Thiên Thu. Nếu là ông ta đã chủ động đi lấy lòng Thiên Minh Tử, Khổng Thiên Thu từ lâu rồi. Đúng lúc này, một ông chủ bên cạnh Lâm Đàm mở miệng nói trước, cậu Tiêu, thật ra đối với tập đoàn Vi Nhan mà nói, số tiền này chẳng đáng là bao, cần gì phải vì chuyện này mà làm cho mọi người đều mất hứng trong ngày vui hôm nay chứ. Một số doanh nhân ở Long Kinh cũng hùa theo, đồng loạt chỉ trích Tiêu Chính Văn làm việc không hợp tình hợp lý. Nghe thấy những lời chửi mắng và chỉ trích của mấy doanh nhân này, Khổng Thiên Thu lạnh lùng bật cười, dùng giọng nói mà chỉ Tiêu Chính Văn và hắn có thể nghe thấy nói, Tiêu Chính Văn, anh mở mắt to ra, nhìn cho kỹ vào. Bây giờ không còn được như trước kia nữa đâu, đến cả người dân cả nước cũng đứng về phía chúng tôi, mà anh có nhìn thấy mấy cái máy quay ngoài cửa kia không? Nhất cử nhất động của anh đều bị người dân cả nước nhìn rõ mồn một đấy. Chỉ cần lời nói và hành động của anh có chút quá khích thì một đời thanh danh của anh coi như sụp đổ. Vậy sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Không tin thì cứ thử xem. Nói thật với anh, hôm nay ông chính là muốn ăn quỵt ở chỗ anh một bữa lớn đấy, không phục sao? Vậy thì đánh tôi đi. Khổng Thiên Thu đã quen với mấy trò mưu mô quỷ kế. Hắn đoán rằng Tiêu Chính Văn sẽ không bao giờ dám ra tay tàn nhẫn với hắn trước mặt mấy cái máy quay dù chỉ vì danh tiếng của anh. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đột nhiên chỉ vào Khổng Thiên Thu, nói với người quản lý phía sau, nghe thấy chưa, một xu cũng không được phép giảm. Hơn nữa hóa đơn ngày hôm nay để cho anh ta trả. Vừa dứt lời, cả phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi kim, ngay cả những người đứng vây xem cũng ngơ ngác. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, sắc mặt của Khổng Thiên Thu khó coi đến cực điểm. Tiêu Chính Văn, anh dám, bốp, Khổng Thiên Thu chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã tát thẳng vào mặt hắn một cái. Khổng Thiên Thu như một viên đạn vừa ra khỏi nòng, bắn ra xa. Đụng gãy chiếc cột đá ở bên cạnh rồi nặng nề đập vào bức tường phía sau. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến cả Thiên Minh Tử còn chưa kịp định thần lại. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt của Thiên Minh Tử lại nở một nụ cười giễu cợt. Ai cho các người can đảm chạy tới tập đoàn Vi Nhan ăn cơm mà không trả tiền? Đừng nói là tập đoàn Vi Nhan, mà ở bất cứ nhà hàng nào trên đất Hoa Quốc, các người dám đến ăn quỵt một bữa thử xem. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh như băng, ánh mắt quét qua từng người một có mặt ở đây. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không ai ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại dám ra tay tàn nhẫn với Khổng Thiên Thu trước mặt người dân cả nước như vậy. Tiêu Chính Văn, cho dù cậu là vua Bắc Lương, cũng không thể tùy tiện ra tay đánh người được. Tiền bối Khổng nói có gì sai chứ, không phải chủ là muốn anh mời một bữa cơm thôi sao? Hơn nữa, anh không muốn thì cũng có một đống người muốn, anh dựa vào đâu mà xen vào việc của người khác. Rất nhiều ông lớn trong giới kinh doanh đều đồng loạt đứng lên chỉ vào Tiêu Chính Văn lớn giọng trách mắng. Một tiếng động lớn vang lên, Khổng Thiên Thu lúc này mới vùng vẫy từ vách tường đứng dậy lên được. Lúc này trông hắn vô cùng thảm hại, đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi. Tiêu Chính Văn dám ra tay với hắn, còn trước mặt người dân cả nước cho hắn một cái bạt tai. Lẽ nào thật sự xem nhà họ Khổng hắn dễ chọc vào? Khổng Thiên Thu hắn cũng cần mặt mũi. Một luồng khí tức nhân vương cấp 2 đột nhiên từ dưới chân của Khổng Thiên Thu bốc lên. Một lực uy hiếp vô cùng mãnh liệt bỗng bao phủ khắp nơi, tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được cảm giác áp lực vô hình. Thậm chí nhiều người bắt đầu cảm thấy khó thở. Khí thế của Khổng Thiên Thu mới bùng phát, hắn còn chưa đụng gì tới Tiêu Chính Văn, chỉ thấy một chùm kim quang phát sát, cả căn phòng lấp lánh ánh sáng càng, khiến người ta không thể không quay đầu né tránh. Ngay sau đó, một đòn tấn công khủng khiếp giáng lên người Khổng Thiên Thu. Khí thế của đòn tấn công này vô cùng đáng sợ, lao thẳng vào Khổng Thiên Thu như một ngôi sao băng. Khổng Thiên Thu vừa định phản công, nhưng đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, ngay cả thiên hành ở cảnh giới nhân vương cấp 4 cũng không thể chống đỡ nổi. Một người yếu ớt chỉ có cảnh giới nhân vương cấp 2 như hắn, còn không chống cự nổi, huống chi là phản công. Chỉ thấy Khổng Thiên Thu còn chưa kịp ra tay, thì một nửa cơ thể của hắn đã bị đánh đến bê bết máu thịt. Dù vậy, Tiêu Chính Văn cũng chỉ sử dụng 10% sức mạnh của mình. Hiện tại Tiêu Chính Văn đã là nhân vương cấp 4, nhưng, nhân vương cấp 4 của anh lại khác xa với nhân vương cấp 4 bình thường. Sức mạnh của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Về mặt tổng thể mà nói,
cao thủ cảnh giới nhân vương bình thường, cho dù là tấn công ở cấp độ nào, tối đa chỉ có thể đánh đến cấp độ phân tử, nhưng sức mạnh của Tiêu Chính Văn lại đủ để hủy diệt cả cấp độ nguyên tử. Sự chênh lệch ở đây không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Cơ thể Khổng Thiên Thu lại lần nữa bay ra ngoài. Phụt, cơ thể Khổng Thiên Thu còn chưa kịp chạm đất đã phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, trong lòng hắn đã vô cùng hoảng sợ. Hắn rõ ràng vừa thấy Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1 mà thôi, dù là vậy, cảnh giới của Tiêu Chính Văn hình như vẫn còn chưa ổn. Nhưng đòn này của Tiêu Chính Văn, thật sự quá dũng mãnh, hắn còn không có năng lực đỡ đòn, huống chi là phản công. Hơn nữa, điều khiến hắn cảm thấy càng sợ hãi hơn là, Tiêu Chính Văn không những đánh hắn bị thương nặng, mà ngay cả gạch nền dưới chân hắn cũng không hề bị hư tổn chút nào. Điều này có nghĩa là gì? Đối phương đã khống chế sức mạnh đến cực hạn, thậm chí đã đạt đến mức độ vô cùng chính xác. Ông Tần bên cạnh nhìn thấy Khổng Thiên Thu bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn bị nội thương rất nặng, sắc mặt ông ta cũng khó coi đến cực điểm. Tiêu Chính Văn, trước mặt mọi người mà cậu lại dám giết người. Chẳng lẽ đây là cách giới chính trị của Hoa Quốc áp chế dân chúng sao? Ông Tần vừa nói ra lời này, rất nhiều đồng môn của Võ Tông cũng lần lượt nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy oán giận. Trong số bọn họ, phần lớn đều bị Tiêu Chính Văn dạy đời qua, thậm chí còn có một số môn chủ còn bị Tiêu Chính Văn tát vào mặt. Cho dù là bọn họ tự chuốc lấy, hay đáng tội, nhưng cảm giác bị một tiểu bối tát vào mặt, cũng đủ để họ ghi hận Tiêu Chính Văn cả đời. Ông Tần vừa nói, vừa bước nhanh về phía trước, một tay đỡ lấy Khổng Thiên Thu đang không ngừng nôn ra máu. Ông ta không tin, Tiêu Chính Văn dám ra tay thảm sát trước mười mấy chiếc máy quay. Nếu tôi không dừng lại thì sao? Tiêu Chính Văn ngay sau đó lại tung một đòn ra, đánh mạnh vào ngực Khổng Thiên Thu. Phụt, máu của Khổng Thiên Thu trào ra như không đáng tiền, toàn bộ phần trước ngực đều bị lõm xuống. Cậu còn dám ra tay, có giỏi thì cậu thử đánh thêm một lần ở trước mặt giới truyền thông quốc gia xem. Ông Tần không khỏi giận dữ giống lên. Ai ngờ, giọng ông ta vừa dứt, cả người Khổng Thiên Thu đã quỳ xuống trước Tiêu Chính Văn. Hắn đã chửi thầm ông Tần không chỉ 10.000 lần, người bị đánh không phải ông Tần, ông ta muốn hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Hừ, tôi đánh rồi thì đã sao? Bốp, ngay khi giọng nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn giơ chân lên, đá thẳng vào bụng dưới của Khổng Thiên Thu. Khổng Thiên Thu đau đến mức sắp bật mắt ra ngoài, ào ào phun ra một ngụm máu lớn, trong máu tươi còn xen lẫn vô số mảnh nội tạng. Cho dù ở trước mặt đám đông, tôi cũng sẽ đánh, ông có thể làm gì hả? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía ông Tần và Khổng Thiên Thu. Ngay khi lời nói này được thốt ra, tất cả mọi người đều náo động cả lên. Trước đây, bọn họ đều cho rằng Tiêu Chính Văn nhất định sẽ rất quý trọng danh dự của mình. Cho dù đã tính đến những ảnh hưởng xấu, Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể chịu thua, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, Tiêu Chính Văn không những không theo khuôn khổ, mà ngược lại còn cường mạnh hơn. Anh thật to gan, cho dù tôi... Những thế gia võ đạo như chúng tôi cũng không dám xem thường người dân thiên hạ. Anh lại dám xem dân chúng không ra gì. Khổng Thiên Thu vừa nói, vừa phun những bọt máu trong miệng ra. Ba đòn này dù thế nào hắn cũng không thể để chịu vô ích, dù thế nào cũng phải bôi xấu Tiêu Chính Văn. Nếu không muốn chết, thì mau chóng thanh toán đi, nếu không, các người đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên. Nó giống như một âm thanh ma thuật dục giết từ 9 tầng địa ngục. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Minh Tử không những không hề tức giận, mà ngược lại nụ cười trên mặt càng nồng đậm hơn mấy phần. Xem ra Tiêu Chính Văn vẫn còn quá non nớt, trong những trường hợp như vậy, càng tỏ ra rộng lượng thì sẽ càng có được lòng dân. Nhưng mọi hành động của Tiêu Chính Văn chỉ cho thấy rằng anh vốn không hiểu đạo lý này. Thiên Minh Tử vừa mừng thầm trong lòng, nhưng đồng thời cũng đang tính toán sau khi trải qua sự việc này. Địa vị của Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ giảm mạnh, chỉ cần tìm được một cái cớ hợp lý, thì có thể hoàn toàn diệt trừ anh. Đến lúc đó, bản thân ông ta không những là công thần số một của Thiên Cung Bắc Cực, mà ngay cả nhà họ Khổng cũng phải cảm ơn mình. Vì vậy, lúc này Thiên Minh Tử không những sẽ không ra tay cứu giúp, ngược lại càng hy vọng Tiêu Chính Văn ra tay tàn nhẫn hơn, tốt nhất là giết luôn đám người Khổng Thiên Thu và ông Tần. Thậm chí đừng để lại một kẻ sống nào trong toàn bộ sảnh lớn. Như vậy mới đúng như ý nguyện của ông ta. Cậu Tiêu, nếu cậu nhất quyết phải bắt tiền bối Khổng trả tiền, vậy hay là để tôi trả số tiền này là được rồi.
mong cậu đừng làm khó tiền bối Khổng nữa. Lâm Đàm đột nhiên chen ra đám đông hét lớn. Theo cái nhìn của ông ta, vào thời điểm này đứng ra bên vực cho Khổng Thiên Thu, không những có thể lấy lòng Thiên Minh Tử, lại càng có thể thuận thế đeo bám thế lực nhà họ Khổng. Hơn nữa, phía sau ông ta còn có Thiên Minh Tử và hàng nghìn người của Võ Tông chống lưng cho ông ta, hoàn toàn không sợ Tiêu Chính Văn. Từ khi nào lại đến lượt ông lắm mồm? Lời Tiêu Chính Văn vừa dứt, vung tay tát một bạt tai vào mặt Lâm Đàm. Cơ thể của Lâm Đàm khẽ chao đảo, bị đánh lăn ra xa mười mấy mét. Lúc nãy tôi đã nói rất rõ rồi, hóa đơn hôm nay, chỉ có thể để một mình anh ta thanh toán, ông điếc rồi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Giỏi lắm, vua Bắc Lương quả nhiên rất giỏi, lại dám ra tay đánh một thường dân già yếu bất lực, đây chính là vua Bắc Lương được hàng vạn người dân vô cùng kính nể đấy. Nhưng Lâm Đàm càng nói như vậy, sắc mặt của Tiêu Chính Văn lại càng lạnh lùng. Tiêu Chính Văn có thể hiểu được đám người Khổng Thiên Thu nhắm vào anh, thậm chí gài bẫy anh, suy cho cùng bọn họ chỉ là tay sai của nhà họ Khổng mà thôi. Nhưng Lâm Đàm lại không phải. Ông ta sinh ra ở Hoa Quốc, lớn lên ở Hoa Quốc, đầu tiên ông ta dương mắt cho người Vi Hào làm bậy, bây giờ lại nhào vào lòng đám người Khổng Thiên Thu, vì lợi ích cá nhân, thậm chí còn bán đứng quốc gia một cách không thương tiếc. Hạng người như vậy chết không đáng tiếc. Lâm Đàm, chuyện trước đây, đáng lẽ ra tôi không định truy cứu, nhưng ông không biết hối cãi, bán nước cầu vinh thì không thể trách tôi rồi. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chính Văn lộ ra vẻ sát khí, trong lòng Lâm Đàm cũng lập tức căng thẳng. Ông ta vội vàng hoảng sợ nói, Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì, cậu đừng qua đây. Tôi là khách mời của tiền bối Thiên Minh Tử đấy. Tiêu Chính Văn, cậu dựa vào đâu mà nhẫn tâm giết một người bình thường? Cậu xứng đáng là một võ giả sao? Ông Tần chỉ vào Tiêu Chính Văn, giận dữ giống lên. Người bình thường, Tiêu Chính Văn cười chế nhạo, rồi liếc nhìn những chiếc máy quay xung quanh nói, Lâm Đàm là hạng người gì, e rằng các ông vẫn chưa hiểu rõ, vậy tôi sẽ để các ông biết. Nói xong, Tiêu Chính Văn kể sự thật về tất cả những gì Lâm Đàm đã làm trước đây. Khi Tiêu Chính Văn nói xong, gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Đàm với ánh mắt khinh thường. Bọn họ thật sự căm hận Tiêu Chính Văn, nhưng không vô liêm sỉ đến nỗi làm đồng bọn với loại người bán nước cầu vinh. Cậu ăn nói sằng bậy. Tôi chưa từng làm thế. Nhìn thấy sát khí trong mắt Tiêu Chính Văn càng lúc càng đậm, Lâm Đàm sợ đến mặt không còn chút máu, vừa lui nhanh về sau, vừa lớn tiếng hét lên. Ông có làm hay không, trong lòng ông biết rõ. Hắc Băng Đài tự nhiên sẽ cho ông lời giải thích, Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa bước chân đi về phía Lâm Đàm. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn sải bước đến gần mình, Lâm Đàm sợ đến ngây người, vội vàng la lên với Thiên Minh Tử, tiền bối Thiên Minh Tử, xin ông hãy chủ trì công đạo. Những lời Tiêu Chính Văn vừa nói, tất cả đều là dối trá, đều là vụ oan giá họa. Cậu ta rõ ràng muốn giết người dân thường như tôi để ra oai. Ngay cả Hắc Băng Đài cũng nằm dưới sự kiểm soát của một mình cậu ta, tiền bối Thiên Minh Tử, trời đất có thể chứng kiến lòng trung thành của tôi với ông mà. Lâm Đàm cứ nghĩ mình nói giúp Thiên Minh Tử vào lúc này thì cho dù thế nào, ông ta cũng bảo đảm được sự an toàn của mình. Nhưng không ngờ Thiên Minh Tử lại muốn để cảnh Tiêu Chính Văn ra tay đánh người thường truyền ra ngoài. Chỉ có như thế mới có thể làm lớn chuyện này. Đến lúc đó hình tượng của Tiêu Chính Văn trong lòng tất cả người dân Hoa Quốc sẽ bị giảm sút, càng có lợi cho kế hoạch tiếp theo của ông ta. Cậu Tiêu dù sao cũng là vua Bắc Lương Hoa Quốc, một người bình thường như ông dù việc làm ăn kinh doanh có lớn hay có nhiều tiền đi chăng nữa thì có thể so được với cậu Tiêu sao? Cấp dưới mà dám sỉ nhục cấp trên là tội chết, lẽ nào bản thân ông không biết rõ sao? Ngay cả tôi cũng phải gọi cậu Tiêu một tiếng vua Bắc Lương, huống gì là ông? Thật ra những lời Thiên Minh Tử nói đang có ý nhắc nhở người dân trước màn hình TV ở cả Hoa Quốc, người hiện giờ ra tay đánh người bình thường là vua Bắc Lương mà mọi người luôn ca tụng chứ không phải người của võ tông họ. Hơn nữa cũng đang đánh trả lại những gì Khương Vi Nhan nói lúc nãy, họ đang có ý đồ tước đoạt quyền ở Hoa Quốc. Bây giờ ai đang lợi dụng đặc quyền để giết người vô tội? Nghe Thiên Minh Tử nói thế, Lâm Đàm sửng sốt, đầu óc gần như trống rỗng. Ông ta không hiểu tại sao mình lại trở thành người bị Thiên Minh Tử vứt bỏ. Lúc nãy rõ ràng là ông ta nói giúp Thiên Minh Tử mà, còn Thiên Minh Tử thì hay rồi đẩy ông ta ra riêng một phe trước mặt mọi người. Chuyện này không hợp lẽ thường chút nào.
Nhưng dù sao Lâm Đàm cũng là một người lão làng đã trải qua bao thăng trầm trong giới kinh doanh, lập tức hoàn hồn, vừa muốn cầu xin tha với Tiêu Chính Văn nhưng Tiêu Chính Văn lại không cho ông ta cơ hội lên tiếng. Sau đó anh vung tay lên, một luồng sáng màu vàng lao ra, ngay sau đó Lâm Đàm đã biến thành xương máu, chết tại chỗ. Tiêu Chính Văn, trước mặt truyền thông cả nước ở sảnh lớn này, thế mà anh lại dám hành hung một doanh nhân bình thường. Khổng Thiên Thu không khỏi cao giọng chỉ trích. Hắn vừa nói thế, mọi người trong sảnh lớn mới hoàn hồn lại, người đang đứng đối diện với họ là vua Bắc Lương ra tay rất quyết đoán. Không ít người võ tông đều lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Chính Văn. Liếc nhìn máu dưới nền đất, Thiên Minh Tử nhíu mày nói, cậu Tiêu, Lâm Đàm đụng vào cậu tất nhiên có tội, nhưng dù sao ông ta cũng chỉ nói sai một câu thôi, không đến nỗi chết chứ. Lúc này Thiên Minh Tử lại không nhắc gì đến trước đó Lâm Đàm đã làm gì, nói gì, ngược lại giảm thiểu tội của Lâm Đàm xuống, đẩy hết trách nhiệm trên người Tiêu Chính Văn. Chắc chắn là đang nói với tất cả mọi người tính tình Tiêu Chính Văn khá kỳ lạ, dù chỉ nói một câu sai trước mặt anh cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Thiên Minh Tử, cười khẩy. Thật ra người vừa ra tay không phải là Tiêu Chính Văn mà là Thiên Minh Tử. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng không cần phải ra tay nặng với một người không có tên tuổi như Lâm Đàm. Điều Thiên Minh Tử lo lắng nhất là Tiêu Chính Văn nương tay tha cho Lâm Đàm một con đường sống, ngược lại phá hỏng kế hoạch của ông ta. Khổng Thiên Thu thân là cao thủ nhân vương cấp 2 sao lại có thể không biết, thấy Thiên Minh Tử lại đổ thêm dầu vào lửa, cũng bắt lấy thời cơ nói, quả nhiên tính tình nóng nảy của cậu Tiêu khiến tôi phải lau mắt nhìn. Không biết mấy năm nay đã có bao nhiêu oan hồn uất ức chết trong tay cậu Tiêu rồi nữa. Câu nói này hệt thư hòn đá dậy lên đợt sóng lớn. Kể cả những thành viên trong gia đình đã bị xử tử vì tội phản quốc trước đây cũng đều đổ xô đến các phương tiện truyền thông trực tuyến lớn, khóc lóc than thở với những cư dân mạng thiếu hiểu biết về việc người nhà của họ đã bị Tiêu Chính Văn giết chết như thế nào. Chỉ thoáng chốc Tiêu Chính Văn đã bị dư luận nhấn chìm, không chỉ các phương tiện truyền thông chính thống. Mà tiếng nói của những các anh hùng bàn phím trên mạng cũng ngã về một hướng. Những người lên tiếng bênh vực cho Tiêu Chính Văn nhanh chóng bị vô số thủy quân nhấn chìm. Tiêu Chính Văn, e là bắt đầu từ lúc này anh đã mất đi lòng dân và ý dân Hoa Quốc mãi mãi rồi, tôi xem anh còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ. Khổng Thiên Thu đắc ý, chế giễu với giọng cực thấp. Mặc dù hắn bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương nặng, nhưng họ đã đạt được mục đích. Thậm chí hiệu quả tốt hơn dự tính nhiều. Hơn nữa Tiêu Chính Văn vừa mang tội danh giết hại dân thường, còn dám làm gì được hắn sao? Dù Tiêu Chính Văn có tức đến nổ phổi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đắc ý rời đi. Khổng Thiên Thu càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý, nụ cười trên mặt càng thêm nham hiểm. Có phải anh nghĩ bây giờ anh đã rất an toàn rồi không? Hay nói cách khác, anh đang nghĩ cho dù anh nói gì, làm gì, tôi cũng sẽ không giết anh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, nụ cười của Khổng Thiên Thu chợt cứng nhắc, quay phát lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh muốn làm gì? Lẽ nào anh còn muốn làm gì với tiền bối võ thuật, không để hắn nói hết câu, Tiêu Chính Văn tiến đến một bước giơ tay ra bóp cổ Khổng Thiên Thu. Bàn tay của Tiêu Chính Văn hệt như một kìm sắt kẹp đến mức Khổng Thiên Thu không thể nào thở được, từng tiếng cầu cứu biến thành tiếng trong cổ họng. Cho đến lúc này Khổng Thiên Thu mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiêu Chính Văn không muốn bác bỏ lại lời buộc tội giết hại dân thường vốn đã có vấn đề rồi. Nếu Tiêu Chính Văn giết hắn thật thì có gây tổn thất gì với anh sao? Hoàn toàn không có, nghĩ đến đây Khổng Thiên Thu hoảng sợ hồn lìa khỏi xác, vội vàng nhìn Thiên Minh Tử với ánh mắt cầu cứu. Người có thể cứu hắn lúc này chỉ có một mình Thiên Minh Tử mà thôi. Anh nghĩ ông ta sẽ cứu anh sao? Thứ bây giờ ông ta mong nhìn thấy nhất là anh cũng chết ở đây. Tiêu Chính Văn cười nhạo nói. Đây mới gọi là tự nhấc đá đập chân mình. Khổng Thiên Thu lên kế hoạch thật hoàn hảo mọi việc, nhưng không ngờ ngay cả bản thân mình cũng bị tính kế vào đó. Dù sao cái chết của Lâm Đàm chỉ có khiến Tiêu Chính Văn mất đi danh vọng trong lòng người dân. Nhưng với gia tộc ngoài lãnh thổ thì chẳng khác gì một chuyện nhỏ nhặt cả. Nhưng Khổng Thiên Thu thì khác. Mặc dù thân phận của hắn kém xa thế tử Khổng Tuyên nhưng cũng là bộ mặt của nhà họ Khổng trong thế tục. Khổng Thiên Thu chết đi, nhà họ Khổng chắc chắn sẽ tức giận, nhà họ Khổng càng làm loạn thì Thiên Minh Tử sẽ có càng nhiều lợi khi tiêu diệt được Tiêu Chính Văn.
Thế nên sau khi Khổng Thiên Thu cố ý khích cho hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thiên Minh Tử đã xem hắn như một con tốt thí. Không, đừng mà, anh Tiêu, tôi là Khổng, Giác. Không cho Khổng Thiên Thu nói hết câu, một tay Tiêu Chính Văn dùng sức bẻ gãy cổ của Khổng Thiên Thu. Sau đó một luồng sáng màu bạc lóe lên, cả người Khổng Thiên Thu lập tức vỡ nát thành vô số mảnh thịt lấp lánh. Số tiền thanh toán hôm nay sẽ do nhà họ Khổng trả, trước bình minh ngày mai nếu tôi không nhận được tiền thì giới thế tục sẽ không còn nhà họ Khổng nữa. Nói rồi Tiêu Chính Văn không thèm nhìn người võ tông xung quanh mà sải bước quay lại thang máy. Lúc này cả Hoa Quốc đều xôn xao. Ngụy Nguyên Cát ngồi trước TV nhìn thấy cảnh này phản ứng đầu tiên là nói, Tiêu Chính Văn này quả là coi trời bằng vung, Khổng Thiên Thu là đại diện của nhà họ Khổng ở thế tục, anh ta xem thường nhà họ Khổng, xem thường các gia tộc ngoài lãnh thổ. Ngược lại, Thiên Minh Tử lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ cười khẩy nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, thậm chí không nói một chữ. Tình hình hôm nay đã thành công lôi Tiêu Chính Văn vào bẫy, Tiêu Chính Văn muốn nhảy ra khỏi cái hố này là chuyện không thể nữa rồi. Lúc Tiêu Chính Văn quay lại phòng họp ở tầng cao nhất, Tần Vũ đã cực kỳ lo lắng đợi trong phòng. Ôi trời, cậu Tiêu, cậu kích động quá rồi đấy, Lâm Đàm đó chỉ là một doanh nhân bình thường, dù ông ta phạm phải tội chết, Hắc Băng Đài chúng tôi cũng có thể bảo người trừng phạt ông ta. Lần này Tần Vũ thật sự rất lo lắng, rõ ràng đối phương đã đào một cái bẫy để lôi Tiêu Chính Văn nhảy vào. Sao Tiêu Chính Văn có thể không nhìn ra cái bẫy đơn giản như thế? Ông ta không phải do tôi giết, người này chết trong tay Thiên Minh Tử. Người khởi xướng chính là Khổng Thiên Thu, thế nên người này chắc chắn phải chết. Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Hả, nghe thế Tần Vũ sửng sốt, sau đó lo lắng nói, thế lực ngoài lãnh thổ của nhà họ Khổng rất lớn, thậm chí không thua kém gì huyết tộc, cậu giết người đại diện của nhà họ Khổng sẽ dẫn đến tai họa lớn đấy. Muốn bảo vệ đất nước thì phải buông bỏ an nguy của bản thân. Hơn nữa người chết hôm nay tuyệt đối không chỉ có hai người họ thôi. Nếu chúng muốn gây ra trận phong ba này thì chúng ta chỉ đành chơi đến cùng với chúng. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Tần Vũ ngạc nhiên nói, lẽ nào chuyện này vẫn chưa kết thúc ư? Thiên Minh Tử lần lượt loại bỏ hai con cờ là Lâm Đàm và Khổng Thiên Thu, sao có thể dừng lại ở đây được? Trong đêm hôm đó hầu như tất cả những người trước kia từng đụng độ với Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đều bị ám sát. Thậm chí có vào tông môn bị người bí ẩn giết sạch. Sáng hôm sau, các truyền thông lớn trên cả nước đều đưa tin về việc này. Với mức độ bôi nhỏ của Tiêu Chính Văn, chuyện này có thể được gọi là đi vào lịch sử. Giết Khổng Thiên Thu trước mặt bao nhiêu người họ còn có thể hiểu được, nhưng đuổi giết những người kia, thậm chí là tiêu diệt tông môn người ta là chuyện không thể tha thứ. Cộng thêm trận chiến ở đỉnh Hoa Sơn, Tiêu Chính Văn thậm chí thèm xuất hiện. Rồi lại ra tay giết Lâm Đàm, hình tượng Tiêu Chính Văn trong lòng người Hoa Quốc gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Ngay cả những dân cư mạng trước đó vẫn luôn ủng hộ Tiêu Chính Văn cũng tỏ ra thất vọng cực kỳ, dù sao đường đường là vua Bắc Lương là lại nhỏ nhen như thế. Huống gì trong số những người bị ám sát đó hơn nửa đều là người bình thường. Nên gọi là cảm thông cho đồng loại, những cư dân mạng đó cũng là người bình thường, trước đó thanh tiếng của Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc cực kỳ cao. Chính là vì Tiêu Chính Văn luôn đứng về phía những người dân ở dưới tầng đáy như họ. Thậm chí trước giờ Tiêu Chính Văn đều đang phất cờ hô hào vì người dân, giành lại quyền lợi sinh tồn công bằng cho họ. Nhưng những hành động hiện giờ của Tiêu Chính Văn lại đang chứng tỏ anh đứng về phía đối lập với người dân. Lúc này trong một trang viên ở ngoại ô phía Bắc Long Kinh, Thiên Minh Tử đang chắp hai tay sau lưng đứng trên sân thượng nhìn phong cảnh ở đằng xa. Ông ta có thể nhìn thấy rõ vô số ánh hào quang tụ lại về phía ông ta từ khắp bốn phương tám hướng của Hoa Quốc. Đó chính là nguyện vọng của người dân Hoa Quốc, cũng là thứ được gọi là ý dân từ xưa đến nay. Dĩ nhiên người thường không thể nhìn thấy, nhưng cao thủ trên cảnh giới nhân vương lại có thể cảm nhận được. Sức mạnh nguyện vọng của người dân chia thành hai loại, một là sức mạnh của sự oán giận, loại còn lại là sức mạnh của tôn kính. Sự diệt vong của rất nhiều vương triều trước đây đều có liên quan đến sức mạnh nguyện vọng của người dân, thậm chí có tin đồn rằng trong 3 năm cuối của Thương Triều, bầu trời hầu như đều là một màu xám xịt, mọi người không hề nhìn thấy chút sắc xanh nào. Mà vật chất xám xịt đó chính là sự oán giận được thực chất hóa, chính sự oán giận này đã đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Thương Triều. Sở dĩ Lý Đường trở nên hưng thịnh cũng bắt nguồn từ sức mạnh nguyện vọng,
nghe nói năm đó Viên Thiên Canh đã nhìn thấy bầu trời ở Trường An sáng lấp lánh khi đang ngắm sao. Đó chính là ước nguyện của người dân với Đại Đường, sự công dân của họ với Đại Đường. Chính sức mạnh này để khiến quốc vận của Đại Đường hưng thịnh. Thiên Minh Tử nhìn một lúc khẽ thở dài nói, đáng tiếc đây chỉ là sức mạnh nguyện vọng, không phải khí vận, cả đời này mình cũng không thể có được. Với cao thủ ở cấp bậc như Thiên Minh Tử, sức mạnh nguyện vọng là vật chất mà họ không thể chuyển hóa được, sau khi năng lượng chuyển hóa sức mạnh này thành khí vận, họ mới có thể nhận được lợi từ trong đó. Tiền bối Thiên Minh Tử, dù chúng ta không thể sử dụng sức mạnh nguyện vọng, nhưng chúng ta lại nắm chắc y dân trong tay. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã thành chuột qua đường, người người đòi đánh, chắc chắn Thiên Cung Bắc Cực sẽ thưởng cho ông. Ông Tần cười nói, kế hoạch lần này là do ông ta và Khổng Thiên Thu bàn bạc, nhưng cuối cùng lúc thực hiện, cái tên xui xẻo Khổng Thiên Thu này lại nộp mạng già của mình vào đó. Một người chết không xứng được mọi người thương nhớ. Vậy thì lúc chuyện này thành công, mọi công lao dĩ nhiên đều thuộc về ông ta và Thiên Minh Tử. Thậm chí khi nhìn thấy Khổng Thiên Thu chết thảm, ông Tần vui mừng đến mức hai tay run lên, nếu không phải đang đứng trước đám đông thì ông ta đã muốn chạy đến cúi đầu nói cảm ơn với Tiêu Chính Văn rồi. Ông nghĩ chỉ như thế là có thể hạ được Tiêu Chính Văn sao? Thiên Minh Tử khinh thường nhìn ông Tần. Hả, ông Tần khó hiểu nhìn Thiên Minh Tử nói, tiền bối Thiên Minh Tử, thứ mà Tiêu Chính Văn dựa vào chẳng qua chỉ là sự bái phục của người dân với cậu ta. Bây giờ danh tiếng của cậu ta ở Hoa Quốc đã thối nát lắm rồi. Muốn đối phó với cậu ta hẳn phải rất dễ dàng chứ. Thiên Minh Tử lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn đúng là một tên hậu bối, có lẽ về khía cạnh chiến lược không bằng chúng ta. Nhưng hổ đi bắt thỏ còn phải cố gắng hết sức, chúng ta lại không phải hổ, Tiêu Chính Văn cũng không phải là thỏ. Bề ngoài có vẻ như chúng ta đang chiếm ưu thế, nhưng ông phải hiểu rõ Tiêu Chính Văn không bị thực chất đè ép. Bây giờ cậu ta vẫn là vua Bắc Lương, cậu ta còn có thể có tiếng nói ở giới chính trị Hoa Quốc. Thậm chí thực lực của cậu ta cũng không bị tổn hại gì, chỉ cần cậu ta đồng ý, vẫn có thể giết tất cả chúng ta ngoài tôi bất cứ lúc nào. Ông nghĩ phần thắng của chúng ta là bao nhiêu? Những lời này của Thiên Minh Tử khiến ông Tần cũng hơi sửng sốt. Tiền bối Thiên Minh Tử, vậy theo ý ông thì tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ông Tần nhíu chặt mày nói. Thiên Minh Tử cười khẩy nói, Chu Trấn Long tuyệt đối sẽ không vô cớ xuất hiện trong nhóm huyết tộc, kế hoạch của chúng quá mức xảo quyệt, muốn thất bại trước chúng ta, sau đó ngồi xem chúng ta và Tiêu Chính Văn đánh nhau. Thế gian này làm gì có chuyện tốt thế? Ông nói xem, được Thiên Minh Tử nhắc, ông Tần mới hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù thế lực phía sau nhà họ Khổng hay huyết tộc thì đều có sức mạnh cực kỳ có hạn ở thế tục. Thế nên Tiêu Chính Văn mới có thể trở thành bên thứ ba cho trận chiến ở thế tục. Thực lực của ba bên gần như ngang nhau, dù bên nào chết thì lợi ích đều sẽ thuộc về bên thứ ba. Ý ông là, phái mấy cao thủ tiêu diệt bá tước của huyết tộc, sau đó đổ lỗi cho Tiêu Chính Văn, huyết tộc chắc chắn sẽ không ngừng gây chuyện với Tiêu Chính Văn, chúng ta có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thiên Minh Tử đắc ý nói, quả nhiên tiền bối Thiên Minh Tử lợi hại. Lúc này ông Tần cũng không khỏi bội phục kế này của Thiên Minh Tử. Ừ, thật ra trong giới trẻ thì Tiêu Chính Văn cũng xem như tài năng, nhưng dù sao cậu ta cũng chưa đến 30 tuổi, kinh nghiệm còn non, nhất là thanh niên đều rất kiêu ngạo, tự cho mình là vô địch mà không biết đạo lý không chiến mà vẫn có thể thu phục binh lính. Nói đến đây, Thiên Minh Tử đắc ý bật cười. Thiên Minh Tử cực kỳ tự tin, chỉ cần dùng mấy thủ đoạn nhỏ nữa. Đến lúc đó Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bị rơi vào thế khó, sau đó mình lại bỏ thêm vài hòn đá nữa xuống đánh một đòn cuối cùng cho Tiêu Chính Văn. Thật ra Tiêu Chính Văn quá cứng nhắc, trong lịch sử có rất nhiều người giỏi như cậu ta nhiều, cuối cùng có người nào không ôm hận mà chết không? Cậu ta là cái thá gì chứ? Ông Tần nắm lấy cơ hội nịnh nọt. Lúc này Lục Tiểu Thiến lại đang khổ sở suy tư nhìn bài báo vừa được đưa đến lúc sáng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nội dung tờ báo, ngay cả một dấu câu trong bài báo cô ta cũng không tin. Mặc dù cô ta chỉ gặp Tiêu Chính Văn một lần, nhưng từ phong cách làm việc trước đó của Tiêu Chính Văn, anh chắc chắn không thể đuổi giết những người này sau khi xong việc được. Dù lúc đó Tiêu Chính Văn ra tay, ai dám nói nhiều thêm nửa chữ. Anh có cần phải bảo người ám sát không? Vậy chỉ có thể chứng tỏ người giết hoặc nói người mong những người này chết không phải Tiêu Chính Văn mà là người khác. Cô chủ.
Không ngờ thủ đoạn của Tiêu Chính Văn lại độc ác đến thế. Huyết Sát nhìn tờ báo trong tay Lục Tiểu Thiến nói, không cảm xúc nói. Dù sao người chết đều là người ở thế tục, không liên quan gì đến huyết tộc họ. Nếu anh nghĩ thế thì chỉ có thể chứng tỏ anh còn non quá. Những người này đều chết dưới tay Thiên Minh Tử, hơn nữa đây chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, Thiên Minh Tử sẽ nghĩ cách khiến tất cả mọi người đều đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Mặc dù Lục Tiểu Thiến cũng là người trẻ tuổi, nhưng xuất thân và lai lịch của cô ta khiến cô ta vượt xa sự ngây ngô của tuổi trẻ. Ý cô là Thiên Minh Tử sẽ hợp tác với chúng ta? Huyết Sát không dám tin hỏi. Lục Tiểu Thiến lắc đầu nói, không. Ngoài bắt tay hợp tác còn một cách khác, có thể khiến chúng ta và Tiêu Chính Văn chiến đến cùng. Thông báo đến huyết vực, rút khỏi Hằng Sơn. Rút. Huyết Sát khó hiểu nhìn Lục Tiểu Thiến, bây giờ Hằng Sơn là căn cứ địa lớn nhất của huyết tộc, nếu cũng bỏ cả Hằng Sơn thì huyết tộc nào còn chỗ đứng nữa. Phải, nếu không rút, huyết vực sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lục Tiểu Thiến quả quyết nói. Nguy hiểm đến tính mạng. Huyết Sát hơi bực mình nhìn Lục Tiểu Thiến. Với sức chiến đấu của huyết tộc, ai sẽ là đối thủ của hắn chứ? Ngộ nhỡ các tông môn ở gần Hằng Sơn bị tiêu diệt, Hoa Quốc sẽ làm thế nào? Nếu huyết vực đột nhiên bị giết, chúng ta phải làm sao? Lục Tiểu Thiến nói. Hả, Huyết Sát nghe thế không khỏi hít khí lạnh, vội nói, thuộc hạ đã hiểu, lập tức bảo người thông báo cho huyết vực. Đọc xong tờ báo ngày hôm sau, Tần Vũ liền mắng chửi, đám khốn kiếp này. Dám giết người không chớp mắt. Lẽ nào bọn họ không có chút nhân tính nào sao? Trong số những người chết, hầu như đều là người của võ tông trong giới thế tục và những ông trùm kinh doanh ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng dù sao họ vẫn là con dân Hoa Quốc. Trước đây anh ta chỉ nghe nói người nhà họ Khổng làm việc không từ thủ đoạn nào, nhưng bây giờ xem ra bọn họ còn không phải là con người. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn gọi điện tới. Tần Vũ liếc nhìn điện thoại rồi bấm nút trả lời, cậu Tiêu. Quả đúng như cậu dự liệu, đêm qua bọn họ lại giết thêm mấy chục người nữa. Những chuyện này đều theo dự liệu, bọn họ gây tội thì phải chịu tội. Anh ở tổng bộ Hắc Băng Đài đợi tôi sẽ đến đó ngay, tôi có chuyện này muốn nhờ anh Tần. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Tiêu Chính Văn, trong lòng Tần Vũ cuối cùng cũng có chút tin tưởng, ít nhất thì tình hình hiện tại vẫn nằm trong sự kiểm soát của Tiêu Chính Văn. Được, bây giờ tôi đang ở tổng bộ, lát nữa gặp. Nói xong. Tần Vũ cúp điện thoại. Chưa đến nửa tiếng sau, Tiêu Chính Văn đã đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Tần Vũ. Cậu Tiêu, mời ngồi. Tần Vũ nhiệt tình đón tiếp. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, anh Tần, anh còn nhớ nơi tôi nhờ anh phái người trông chừng khi ông Nhạc vừa qua đời không? Nghe lời này, Tần Vũ hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, tôi còn nhớ, nơi đó là Gò Đất Côn Luân, tôi vẫn luôn phái người canh giữ mấy năm nay chưa từng lơ là. Gò Đất Côn Luân thực sự là một lăng mộ lớn, hơn nữa còn là lăng mộ gây tranh cãi nhất của đế tuấn trong thời cổ đại. Từ khi linh khí phục hồi, toàn bộ Gò Đất Côn Luân đều bao phủ trong sương mù dày đặc, ngay cả ban ngày tầm nhìn xa cũng không tới 3 mét. Thậm chí trên núi còn thường xuyên xuất hiện tiếng sấm nổ vang trời trong sương mù. Đừng nói là dã thú, ngay cả cao thủ cảnh giới chiến thần hay cảnh giới chủ soái đều không dám đến gần nơi đây. Có phát hiện gì không? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Tất nhiên là có, chúng tôi phát hiện từ sau khi linh khí phục hồi, lớp thủy tinh trên mặt đất do nhiệt độ cao đang dần biến mất. Hơn nữa, cách đây không lâu, còn có chuyên gia khảo cổ lấy được một mẫu đất ở sau Gò Đất Côn Luân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.